Bỏ lên. Rồi. Chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để tham dự buổi event hôm nay. Thì cuối tuần cũng là thời gian của gia đình mọi người dành chút thời gian để tham dự rất là quý báu. Xin cảm ơn mọi người. Tháng này của chúng ta sẽ em giới thiệu về một chút về những cái event hàng tháng đó, là mình sẽ có hàng tháng có event để mọi người tập hợp lại vào tuần thứ hai hoặc tuần thứ ba của tháng để mình nói chuyện, mình trao đổi với nhau về những cái sản phẩm, những cái giải pháp của Microsoft hoặc là những cái thông tin cập nhật mới, những cái thay đổi mới trong trong những cái sản phẩm của Microsoft và Dynamics 365 và platform. Thì ngoài ra chúng ta đó cũng là một cơ hội để chúng ta kết nối với những chuyên gia, với những người anh em trong 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 cái lĩnh vực mà chúng ta đang làm việc. Thì chúng ta cũng có khả để chúng ta có khả năng là mình mở rộng những kiến thức và kỹ thuật, những kỹ năng liên quan hơn. Ngoài ra chúng ta sẽ có những cái session, mọi người có cái thắc session này, mọi người có những cái thắc mắc hay là những cái vấn đề gì đó trong công việc thì mọi người cũng có thể đặt câu hỏi để mọi người để mọi người trên diễn đàn cũng có thể trao đổi với nhau để cố gắng giải quyết cái vấn đề đó, cho cung cấp một cái câu trả lời để ai có thắc mắc có thể làm được. Thì đó là cái sơ sơ về cái hoạt động hàng tháng, cái event hàng tháng của chúng ta. Thì trong tháng này hôm nay thì chúng ta sẽ có anh Chiêu Bùi. Anh Chiêu Bùi sẽ giới thiệu đến mọi người sản phẩm Dynamics 365 Marketing và một số cái thay đổi mới liên quan trong cái release Wave 2. Và sau đó là cập nhật đến mọi người một số cái thông tin thay đổi liên quan đến Power Platform. Và cuối cùng là chúng ta sẽ có một cái session Q&A nhỏ, nếu mà mọi người có câu hỏi mọi người có thể đặt câu hỏi. Còn session của anh Chiêu, sau khi session của anh Chiêu xong thì mọi người có thể đặt câu hỏi cho anh Chiêu trực tiếp luôn cũng được. Ok, session này cuối cùng là để mình có những câu hỏi gì đó nó liên quan, nó ngoài ngoài cái để trao đổi với nhau. Rồi, em chuyển qua anh Chiêu. Rồi, cảm ơn Khoa. Cảm ơn tất cả mọi người tham gia ha. Thì đây cũng là bài lần đầu tiên Chiêu present ở trong cộng đồng của mình. Thì cái cách bởi vì tụi mình đều là những người làm trong nghề, cho nên mặc dù Chiêu dùng slide, Chiêu dùng tư liệu của bên marketing, của bên sale, nhưng mà Chiêu sẽ cố gắng để nói để như là như cách là anh em chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, kinh nghiệm trong cái va chạm trong cái công tác thường ngày. Thì trước khi bắt đầu cho phép Chiêu tự giới thiệu một tí xíu, những anh em nào chưa được biết thì Chiêu làm việc với Dynamics 365, Chiêu làm việc với Microsoft Dynamics thì được từ những năm 2007 tới giờ ha. Khởi đầu là CRM rồi sau đó có bước qua AX vân vân. Tuy nhiên thì từ năm 20 làm cũng khá nhiều role rồi, BA, CRM, BA rồi developer rồi cả cả project manager. Nhưng bắt đầu từ khoảng năm 2015-2016 thì Chiêu focus vào vấn đề sale và pre-sale hơn. Và thỉnh thoảng cũng có chút xíu về cần giao tin về mặt nghiệp vụ thôi, cho nên về mặt kỹ thuật nó có phần nào nó bị tụt hậu và không theo kịp, mà đặc biệt Microsoft ông thay đổi nhanh quá. Thì trong cái phần trình bày của Chiêu ngày hôm nay á, thì ý chính vẫn là giới thiệu về cái solution Dynamic Marketing 365 Marketing cho mọi người. Nó có đề một số điểm mà Chiêu đã rút ra được cái kinh nghiệm, tại vì recently gần đây trong vài vài tuần vài tháng gần đây thì Chiêu trao đổi về Dynamic Marketing 365 với khá là nhiều khách hàng, thì có khá nhiều cái câu hỏi mà nó làm cho mình cũng cũng phải vận động khá nhiều đấy, tức là phải đi học, phải đi tìm hiểu lung tung về về các cái ecosystem, các thứ xung quanh. Trong khi mình thì xuất thân từ Dynamics, xuất thân từ lập trình viên, thì cái thế giới của mình nó đi theo một hướng, mà khi mình nói chuyện với các anh chị marketing thì rất là nhiều thứ nó rất là lạ lẫm với mình trong những lần đầu mình nghe. Thì hy vọng là trong qua cái việc trao đổi này, Chiêu cũng có thể chia sẻ được một ít kinh nghiệm trong việc đương đầu với những cái câu hỏi, những cái tình huống phát sinh đó, để anh em có thể hiệu quả hơn trong cái việc tức là có được ít chút xíu gì đó khi mà tiếp xúc với khách hàng của mình trong tương lai. Thì
gần đây Chiêu nhận được phải nói là khá là nhiều những cái yêu cầu và những cái trao đổi từ các cái khách hàng. Thì gần như 100 khách hàng đều gặp chính xác những cái business challenge này mà ai cũng gặp cả. Thì cái khách thì cái business challenge mà Dynamic Marketing và đặc biệt là Dynamic 365 á, cố gắng giải quyết nhất đó chính là cái vậy. Cái challenge số 1 là có rất nhiều tool, rất nhiều process, và không biết anh em có từng làm việc, có từng trao đổi, có từng nói chuyện với các anh chị bên bên các cái mảng marketing chưa? Cái số lượng công cụ, số lượng tool, số họ lượng những cái công nghệ hoặc những cái đặc biệt là thuật ngữ kiến thức mà họ dùng á, nó nhiều vô vàn luôn, nó nhiều hơn hẳn so với những anh em mình làm ERP CRM. Trước giờ mình nói chuyện trước giờ mình nói chuyện ERP CRM thì cũng ở finance, supply chain, inventory, một vài thứ thôi, mà bước qua marketing là nó trên trời dưới đất tùm lum hết đó. Thứ hai là cái automation, bởi vì cái đặc tính là những cái công nghệ, những cái công cụ nó cứ disconnect như vậy thì ai cũng than thở. Chứ gặp 10 người thì phải có thể đến 15 người than thở là mất quá nhiều thời gian cho những công tác thủ công. Ví dụ như họ thuê một agency đến làm một cái chương trình gì đó, làm promotion gì đó, activation, tức là cho thử dùng sản phẩm thử hay là tặng quà tại siêu thị chẳng hạn. Thì lúc nào cũng yêu cầu là phải có chụp hình rồi thì về thì gửi cả một đống hình, mỗi ngày gửi về vài trăm tấm hình như vậy. Rồi cái người phòng marketing tại công ty thì vò đầu bứt tai để mà tổng hợp cái hình đó lại theo cửa hàng, theo ngày, theo tháng, theo chương trình, theo ABCD, rất là khổ sở cho họ. À, thì cái automation là một cái challenge cực kỳ lớn. Và thứ ba là customer data thì tán loạn lên hết, thì cái chuyện này thì clear rồi, mình không cần phải xoáy sâu vào nhiều. Mà customer data của họ bên cạnh cái việc mà nó tán loạn lên hết á, nó bên cạnh nó rời rạc á, nó có một cái yếu tố nữa mà anh em làm nghề IT á, thông thường khi mới tiếp xúc á, sẽ cảm thấy nó có gì đó nó không có được thoải mái. Là bởi vì đối với mình á, công nghệ thông IT và thông tin và dữ liệu của người làm IT á, nó đòi hỏi có một cái tính gọi là integrity cũng như là tính accuracy. Có nghĩa là độ chính xác và cái độ toàn vẹn nó phải đạt một cái mức nhất định thì mình mới thỏa mãn. Nhưng anh em làm ERP thì còn khổ hơn nữa. Lệch một xu thôi là cũng phải tìm cho ra. Một cái giao dịch phát sinh trong hệ thống là nó phải lưu vết khắp nơi. Nhưng mà khi mình bước chân qua cái thế giới marketing á, thì bản chất cái data của họ nó là một cái đống khi có khi không, nó hỗn loạn lên hết, và một mớ thì lấy từ Google xuống, một mớ thì lấy từ Facebook xuống, mà cái ông lấy cùng một ông Chiêu nhưng mà từ Google xuống nó khác với cái ông Chiêu mà lấy từ Facebook xuống, chẳng biết thế nào là ông đó có đúng là một ông hay là năm ba ông. Đấy. Thì những cái challenge khác thì nó khá straightforward, ví dụ như là customer experience nó không được xuyên suốt, cái này nè trách nhiệm của họ đi ha, mình tự đội mũ mình là IT thì cái trách nhiệm làm sao để mà đề xuất chương trình customer experience cho nó thông suốt, chuyện của marketing tôi cung cấp anh công cụ thôi. Đó. Và những cái challenge về marketing, về IT của mình như là security, compliance hoặc là những cái hiệu quả càng ngày càng kém của các kênh truyền thống như là marketing rồi ABCD. Thì tóm lại về phía góc độ của Chiêu, khi Chiêu giao tiếp với khách hàng á, Chiêu thấy rất là rõ có ba cái challenge lớn nhất mà dành cho dân IT của mình để đi giúp họ. Challenge đầu tiên chắc chắn là customer data, nó đang loạn cào cào lên hết. Và thứ hai là cái challenge về cái automation. Cái challenge về automation này á, thì nó là cái hậu quả của cái việc là nhiều tool, nhiều process quá, và độ chuẩn hóa trong các tool, trong các process nó không có được rõ rệt như trong cái thế giới tài chính, kế toán hay là logistics hay là vận hành. Thì sản phẩm Dynamics 365 nói chung và sản phẩm Dynamics for Marketing nói riêng thì khi Chiêu trao đổi với các anh chị ấy thì nó sẽ cung cấp một số cái solution, và mình sẽ xoáy vào cái solution mà mình xin lỗi mình xoáy vào cái challenge mà mình giải quyết được. À, ví dụ như là tạo ra những cái sự liên kết, sự kết nối tất cả các công cụ lại với nhau thông qua những tool như là CI hay là CDP và Marketing Automation, và gia tăng cái Marketing Automation để tức là gia tăng các công tác mà tự động hóa để giảm thiểu cái effort manual của họ. Rồi work with common data để mà làm sao có một cái mô hình dữ liệu về khách hàng, về những cái interaction của khách hàng, về về tất cả mọi thứ nó làm sao nó ít nhất nó chưa được chuẩn thì nó cũng phải
centralize lại một chỗ đi cái đã. Rồi làm sao để mà tìm kiếm rồi validate nó là những cái bước advanced trên cái đống centralize đó. Đó. Thì đây là những cái solution, những cái đặc tính về 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 cái sản phẩm Dynamics 365 nói chung và Dynamics 365 marketing nói riêng mà Microsoft đề ra để tạo ra một cái guideline, tạo ra một cái objective mà họ sẽ xây dựng, họ sẽ phát triển bộ sản phẩm của họ để quay trở lại giải quyết những cái đặc tính, cung cấp những cái đặc tính này để từ đó có thể cung cấp được một cái gọi là cái end-to-end customer experience cho cái người tiêu dùng cuối. Từ đó hỗ trợ cái người client của mình, cái người sử dụng Dynamics 365 á sẽ thông suốt hơn và hiệu quả hơn trong cái việc ha khởi đầu từ lead generation, tạo ra cái journey như thế nào, email, website, content ra làm sao, recommendation, vân vân. Thì đây là cái bức hình mới nhất, chắc là các anh em cũng nhìn thấy gần đây Microsoft không có dùng cái hình mà phía trên rồi phía dưới là Power Platform rồi có ba cái phía trên cái vòng tròn á, thì gần đây Microsoft chuyển sang dùng cái hình này để mô tả bộ sản phẩm của họ. Chỉ muốn dành một ít thời gian để nói về bộ sản phẩm này ở cái cục ở giữa chính là Customer Insight. Mặc dù ngày hôm nay là một cái bài trình bày về Dynamics for Marketing nhưng mà Customer Insight nó đóng vai trò trung tâm luôn. Và đặc biệt với những cái sản phẩm khác như là Human Resource Finance, Operation gì đó thì nó không quan trọng, nhưng với marketing thì nếu các anh em nào mà đã đọc cái slide giới thiệu về những chức năng mới, những cái chức năng mới, những cái release mới trong tương lai Wave 2, năm nay hoặc năm sau vân vân của Microsoft thì các anh sẽ thấy các anh em sẽ thấy là cái chữ Customer Insight nó xuất hiện liên tục và đó cũng là một cái mà khi chiêu đi trao đổi gần đây khi chiêu đi trao đổi với một khách hàng thuộc thuộc khối tài chính nó phát sinh ra một cái nhu cầu là khởi đầu họ cũng hỏi về marketing automation. Mà khi làm marketing automation thì sao? Thì cũng như nãy mình trao đổi ha, cũng khởi đầu phải từ customer data thôi. Anh muốn làm gì thì anh phải lựa customer, anh lựa khách hàng theo một cái phân khúc hay là một nhóm các attribute gì đó mà nó phù hợp rồi anh mới thiết kế chương trình dựa trên đó. Là ngay lập tức cái buổi trao đổi về marketing automation nha anh em. Thế nhưng mà tự nhiên là mình khởi đầu để trao đổi về marketing automation cái nó chuyển thành cái chuyện là làm sao tôi có đầy đủ data, data tôi tổ chức làm sao. Và nó lại xuất hiện cái nhu cầu về customer data platform hay là customer insight. Một cái hiểu nhầm, không biết là hiểu nhầm hay hiểu đúng, nhưng mà một cái thuật ngữ như là customer data platform hay là CRM á, thì mỗi một hãng, mỗi một người khi họ đọc cái chữ đó, họ sẽ có những cái concept nó khác nhau. Nó khác nhau, nó giống nhau 80% và nó khác nhau ở 20% còn lại. Đó. Thì một cái hiện tượng mà Chiêu cũng quan sát thấy gần đây trên thị trường á, là cái thuật ngữ về customer data platform. Thì riêng với Microsoft thì Customer Data Platform và Marketing á, là hai thứ tách biệt, hai cái sản phẩm tách biệt và phục vụ hai mục tiêu khác biệt. Nhưng hai bạn này thì gắn kết với nhau cực kỳ chặt chẽ. Tuy nhiên nó có một cái quan sát của Chiêu thấy khá thú vị là những cái anh chị làm marketing á, họ nhập nhèm cả hai cái đó luôn, họ lẫn lộn cả hai cái đó luôn. Mình đang họ đặt đề bài cho mình là trao đổi về marketing automation nhưng mà họ hỏi toàn câu hỏi về data platform. Và ngược lại khi mình trao đổi với họ về customer data platform thì họ lại hỏi là tự động hóa nó ra làm sao để nó reactive mà gọi là real time với những cái phản ứng trên thị trường. Đó là công công chuyện của marketing automation ha. Tí chưa có vẽ một cái slide chưa demo lại cái hiện trạng này. Giải thích lại cái mối tương quan này để cho anh em có thể nắm hơn một chút nữa. Thì Dynamics 365 marketing trên đây là các bạn tóm tắt những cái chức năng của Dynamics 365 marketing và thú thật nha, sorry anh em Microsoft nha. Họ viết nó có những thứ rất là rõ ràng và dễ hiểu và có những thứ nó chung chung quá. Không có giải thích được cho khách hàng, hơi khó giải thích cho khách hàng. Mình sẽ phải tìm cách mình giải thích thêm khi mình gặp khách hàng ở đây. Nhưng cho phép Chiêu quay trở lại tí xíu khởi đầu của Dynamics CRM, Microsoft CRM từ những version 3, 4 á, thì trong đó các anh em sẽ thấy nó có một cái module marketing. Trong module marketing á, thì cái entity lõi nó là campaign. Entity campaign là tạo là chúng ta mình tạo ra giống như một cái dạng project vậy á, phân công phân task tạo marketing list rồi vân vân và nó chỉ tự động hóa giúp chúng ta được một công tác duy nhất đó là nó distribute cái email mà chúng ta đã soạn và chúng ta đã đẩy vô một cái marketing list bao gồm ví dụ như 10.000 người thì soạn một cái email template và quăng vô cái
quăng vô CM thì CM nó sẽ gửi cho 10 ngành người đó. Nhưng nó gửi như thế nào, nó gửi ra làm sao thì mình thấy là không biết, không có hiệu quả. Có thể nó gửi đi hàng loạt theo chiến lược của email. Ý chiêu nó là những cái việc xử lý cái email đó là phụ thuộc vào cái email server, chứ còn cái email nó ra khỏi marketing là hết. Ngoài ra thì campaign planning rồi etc. Thì mọi người nghĩ là ủa CM ngày xưa nó đã có marketing rồi mà, vậy cái marketing đó bây giờ nó đâu đó. Thì cái chức năng marketing đó vào năm 2016 á, thì chính xác hơn đấy, mình nên gọi cái chức năng marketing mà Microsoft cung cấp trong cái hệ thống CM cũ nó là campaign management mà thôi, hay còn gọi là project management mà thôi. Đó, nó không phải là marketing automation. Vậy thì ngược lại, khi bước chân qua cái Dynamics 365 marketing mà mình đang đề cập ngày hôm nay á, thì mình phải phân biệt rõ ra nó là marketing automation và cái tính năng campaign automation, campaign management của nó lại bị làm mờ đi. Nó trở thành là event management, nó trở thành gọi là customer journey management. Còn cái thực sự gọi rõ là cái campaign management ngày xưa nó bị mờ đi. Nó những cái entity marketing list gì đó nó bị ẩn đi, mình phải moi nó ra. Đó. Thì đó là hai điểm phân biệt. Rồi. Thì khoảng năm 2016 thì khi mà Microsoft mang cái Dynamics CRM lên trên online, thì họ mang cái module Campaign Management lên và họ ép nó vào bên trong cái module là Dynamics 365 for Sales. Và sau đó như Chiêu nói thì họ cũng hai nó luôn rồi. Bây giờ họ chuyển sang cái Dynamics 365 Marketing này. Mình sẽ không xoáy sâu vào tất cả những cái chức năng này ha. Mà mình sẽ thể hiện nó thông qua cái việc gọi là một số cái slide deck về sau, cũng như là một số cái màn hình demo nếu có. Rồi các cái unique value mà sản phẩm Dynamics 365 mang lại, cái unique value lớn nhất là nó nằm trên cái unique value đầu tiên là nó nằm trên cùng một cái nền tảng với Dynamics 365. Đây có thể là một điểm lợi và đây có thể là một điểm không có lợi anh nha. Nó chỉ điểm lợi khi khách hàng cũng đã chọn Dynamics 365 for sales, for customer service làm để sử dụng cho những cái module sale và customer service của họ. Còn nếu như họ đã dùng những cái sản phẩm khác, ví dụ như họ đã dùng Sugar CRM hay họ đã dùng Salesforce gì đó, thì cái này lại trở thành một cái điểm không có gì là mang lại value nhiều. Đó. Cái điểm thứ hai là nó link trực tiếp đến customer insight và link đến LinkedIn, và nó có cái khả năng AI cung cấp những cái năng lực về AI mà một cách rất là mì ăn liền. Chưa dùng chữ mì ăn liền tí xíu. Mì ăn liền nghĩa là đối với người dùng cuối và đối với cái người không chuyên về AI như mình, nó cũng rất là dễ dàng tiếp cận và đáp ứng và sử dụng được và có kết quả ngay. Đó. Rồi, unique value thứ ba là chạy trên nền tảng Azure thì ok, clear ha, scalable, ok. Và cái layer thứ tư là dùng dễ dàng và có khả năng extend. Thì nhìn trong cái năm cái unique value này, thì cái unique value lớn nhất mà Chiêu đang nhận xét ở góc độ đó là chủ quan của Chiêu, đó chính là cái ở hạng thứ hai. Nó liên kết được với một cái system mà giúp cho mình làm cái customer management nó tốt hơn, và nó liên được với LinkedIn và nó tạo được cái AI, nó cung cấp các năng lực về AI. Thì người ta sẽ dùng cái marketing automation làm gì? Thì một vài các cái kịch bản để họ dùng marketing automation. Những cái kịch bản khá là phổ biến trên thị trường như là gửi newsletter hàng tháng, hay là khi mà người ta vừa mới mở được một cái khoản vay thì gửi cái email chúc mừng, vân vân. Đó. Đó là một cái kịch bản rất là phổ biến, ai cũng thấy. Một cái kịch bản cũng ít phổ biến hơn hay chính khác hơn, nó ẩn hơn so với mình, có nghĩa là một số tình huống thì mình dùng chính nó để mình gửi cho người bán hàng. Đó là khi khách hàng họ rất nhiều người họ đang đặt vấn đề kiểu như thế này, khi các anh khi chúng ta vào một website Tiki đi, Shopee hay gì đó đi, chúng ta xem hàng và chúng ta thấy cái đơn hàng đó, chúng ta bỏ hàng vào trong giỏ hàng của chúng ta không check out. Thì cái người như vậy là một cái khách hàng cực kỳ, là một cái khách hàng tiềm năng, cực kỳ tiềm năng đối với các nhà bán hàng. Thì họ sẽ dùng cái công cụ tự động hóa này, họ notify đến người bán hàng để cho cái người bán hàng ví dụ như dấn thêm một SMS nữa, hoặc bốc cuộc gọi luôn là anh đang có hàng để trong giỏ kìa, anh check out đi, không thôi nó hết quảng cáo. Hoặc là gửi luôn một cái promotion code sau 24 giờ để hàng trong giỏ mà không thấy
không không thấy check out thì gửi một cái promotion code, anh check out hôm nay đi, tôi giảm anh thêm 10%. Đó. Thì đó là những cái kịch bản mình thấy ha, kịch bản thứ hai là welcome, post sale, vân vân. Đó. Ok. Đó là những cái kịch bản sử dụng ha, có thể là tạo ra những cái segment tốt hơn, tạo ra fan tốt hơn đấy, cái abandoned cart là cái chiều vừa mô tả ha. Rồi. Để cho chiều quay lại cái này cái đó. Và cái module cái đoạn cuối là cái module event management, thì ngày hiện nay cái có thể nói cái thành phần phức tạp nhất và nhiều chức năng nhất, nhiều cái cần phải training nhất khi mình làm với khách hàng ở trong cái sản phẩm dynamic marketing này chính là phần event management. Rồi. Cái approach để tạo ra cái personalized buyer experience của Microsoft, họ đề xuất là có 5 cái pillar, 5 cái cột trụ. Cái cột trụ thứ nhất, y như Chiêu nói vậy, cột trụ thứ nhất lại là cái cột trụ liên quan đến customer data. Thì customer data phải mang customer data về đã, rồi những chuyện còn lại chúng ta sẽ nối đuôi nhau trên cái customer data. À, trên những cái segment hay những cái thuộc tính của customer mà chúng ta tìm ra được. À, chúng ta sẽ tạo ra cái pillar thứ hai là tạo ra một cái công cụ tự động có thể orchestra tất cả những cái channel lại trong một cái luồng tự động hóa. Orchestra đây giống như là ông nhạc trưởng vậy, ông phối hợp cái dàn đàn bên này, dàn kèn bên kia, khi nào thì kèn thổi, khi nào thì đàn kéo, khi nào thì ông trống ông gõ cái đùng đó. Đó, orchestra nó mang nghĩa như thế, là điều phối tất cả lại như là trong một cái dàn nhạc vậy. Rồi, những cái phần tiếp theo thì nó khá là straightforward, mình không lướt. Thì đi sâu vào năm cái này á, khi Chiêu chia sẻ kinh nghiệm cá nhân tí xíu, khi Chiêu trình bày cái slide này cho hai ba khách hàng, thì cái slide chuẩn của Microsoft á, họ nhảy thẳng sau cái slide này, họ nhảy thẳng vào cái pillar thứ hai. Tức là khách hàng là ủa cái pillar thứ nhất đâu? Đó là cái buồn cười của cái hiện trường. Thì bây giờ Chiêu thêm cho các anh là cái Chiêu trình bày thêm ngay cho các anh về cái pillar thứ nhất là Unified Customer Data. Nhưng mà cái Unified Customer Data á, là nó lại liên quan đến sản phẩm Customer Insight. Đó. Thì ở đây mình xin nói nhanh thôi. Để có thể là hiểu một người thì mình phải có data về người đó. Thì data sẽ được chia thành các nhánh là demographic, transactional và behavior. Và data thì đến được khắp mọi nơi, đến từ social network, đến từ in person, đến từ phone, chat, window, đến từ khắp mọi nơi. Và chúng ta sẽ cần có một cái công cụ để synchronize data đó, để cuối cùng cung cấp ra một cái khái niệm gọi là 360 degree view của customer. Thì chính cái điểm này đối với Microsoft, đây là nhiệm vụ của sản phẩm Customer Insight. Thế thì câu hỏi kế tiếp là chúng ta có thể làm được cái 360 degree customer view trên Dynamics for Sales, trên Dynamics for Marketing hay không? Câu trả lời là có, nhưng mà nó nằm ở một góc độ khác, nó nằm ở một góc độ gọi là operational chứ không phải là analytical. Và cái lượng thông tin mà chúng ta inject vào trong marketing, trong sale, nó đòi hỏi cái tính chuẩn hóa cao hơn, nó đòi hỏi cái tính cấu trúc tốt hơn, nó đòi hỏi cái độ gọi là ổn định về toàn vẹn nhiều hơn. Đó. Và ít nhất nó tốn kém chi phí lưu trữ, nó tốn kém chi phí xử lý hơn rất nhiều so với trong Customer Insight. Đó. Do đó là cái sự hội tụ của Customer Insight và marketing nó càng ngày nó càng gia tăng. Thì mình sẽ bỏ qua slide này đi, mình không có nói sâu về Customer Insight. Nhưng đây là một cái ví dụ minh họa về Customer ha. À, về Customer Insight ha, chúng ta có demographic data, chúng ta có những cái insight là gần đây nhất họ dùng sản phẩm gì, hay là họ có cái complaint gì gần đây nhất. Đây là những cái insight mà mình gọi là insight thô. Chúng ta sẽ có cái timeline chứa tất cả các transaction hay là behavior, họ có gửi mail cho họ lúc nào, họ vào website lúc nào. Thì cái timeline này nó là cái behavior data mà nó cũng kiêm luôn transactional data. Thì cái chuyện này á, hai cái phần này á, thì ông Dynamic for Sale hay ông Dynamic for Marketing đều làm tốt. Nhưng mà cái phần bên dưới là chúng ta thấy là insight, Chiêu tạm thời xếp insight nó xếp vào những cái nhóm là insight thô. Demographic ok ai cũng hiểu. Về insight thì sẽ có insight là đến từ insight thô, có nghĩa là hôm qua ông mua cái gì hôm nay mình biết, đó rất là thô. Hôm qua ông gửi cho mình cái email, bây giờ mình biết, đó là insight rất là thô. Có những cái insight thứ hai nó đến từ một cái năng lực gọi là BI. BI Chiêu xin phép dịch là tình báo kinh doanh ha, intelligence chứ là tình báo. Tức là dùng cái năng lực phân tích tổ chức tình báo để đưa ra được một cái thông tin dựa trên cái đống dữ liệu thô. Có những thông tin cần phải tổ chức thêm,
có thể rất là straightforward, chỉ là một phép cộng như là customer lifetime value, có thể như là average spending, có thể như là average visit, vân vân. Thì những cái insight này là sẽ đến từ một cái năng lực BI, chứ không ông marketing, ông sale thì không có được. Nói chung cũng phải đem đi nhúng cái thông tin từ bên BI nào đó mang qua. Và phần tiếp theo mới là cái phần thú vị hơn, đó là có những cái insight nó đến từ những cái advance trong công nghệ, ví dụ nó đến từ AI, đến từ machine learning. Ví dụ như là engagement score, ví dụ như là churn risk, cái này là lại phải đẩy qua bên một cái AI để mà tính toán ra. Nó vẫn là insight nhưng nó còn ở một cái mức mà chiêu tự cho là nó cao cấp hơn là cái BI insight. Nó là mình gọi là AI insight ha. Và có một cái số insight khác nữa rất quan trọng đối với người marketing. Khi mà Chiêu làm việc với những cái thế giới marketing lần đầu tiên đó, Chiêu mới phát hiện ra thì đại đa số họ làm việc với cái external data source, nó bao gồm là data source từ Google, Facebook, từ những cái đơn vị cung cấp thị trường nó mang lại cho họ. À, mình là người làm IT, làm sao mình đem cái đống thông tin đó mình nhúng vào đây được? Mình nhúng vào cái CM của mình nhúng vào cái của mình. Thì always những cái dự án CM Chiêu Chiêu trải qua thì họ cũng hỏi là bây giờ phải làm sao báo cáo cho họ trên nền tảng CM, báo cáo cái kết quả chạy Google Ads cho họ, báo cáo kết quả chạy Facebook Ads cho họ, báo cáo cái đó là làm sao để mình link vào đây, để mình link vào cái CRM ha, đang nói cái chữ CRM truyền thống. Và nó luôn luôn là một cái câu hỏi nó hơi khó giải quyết về mặt phạm vi dự án, bởi vì nó mênh mông và nó lung tung lên cả đó. Thì với sản phẩm Customer Insight thì Microsoft tạo cho mình những cái kênh kết nối để mình có thể somehow một vài cái đơn vị mà Microsoft đã tạo kết nối sẵn, mình có thể inject được những cái thông tin từ cái external source đó vào trong này. Ví dụ như đây là cái thông tin về brand là cái người khách hàng này họ họ có cái chú ý đến cái brand này. Cái thông tin này đến từ ai? Đến từ Microsoft, không phải đến từ dữ liệu của mình ha, đến từ dữ liệu mà Microsoft thu thập trên internet. Microsoft thu thập thế nào? Mình biết công nghệ độc quyền của họ, mình chỉ mua cái account để mình tìm cách mình lấy được cái thông tin đó về mà thôi. Again, chúng ta là IT, chúng ta sẽ thấy khó chịu, chúng ta sẽ tìm hiểu. Ủa, thế là sao nó tính được cái đó hay vậy ta? Ủa, làm sao nó liên được hay vậy ta? Làm sao đảm bảo được tính chính xác này hả? Đó, người IT khi Chiêu đọc đến những chỗ này, Chiêu ngay lập tức Chiêu suy nghĩ. Ủa, kỳ ta, làm sao mình khẳng định được? Nhưng với người marketing họ 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 không có care đến cái yếu tố đó, họ care đến là có hay không. Và provide cho họ được là tốt rồi. Thì từ đó nó kéo theo một cái approach, đây là cái approach của Customer Insight, nhưng mà nó tạo ra cái bức tranh toàn cục cho cái Dynamic for Marketing. Cho nên trong cái context ngày hôm nay Chiêu lại dùng dùng mượn nó để chia sẻ cho mọi người về cái approach này ha. Thì chúng ta sẽ có data, chúng ta gom data về một cái chỗ ha, các kỹ thuật để gom hay là các chi tiết là gom như thế nào, mắc khử trùng như thế nào thì không nằm trong phạm vi của ngày hôm nay. Nhưng mà về cơ bản là chúng ta có data, chúng ta đem data chúng ta unify lại một chỗ. Sau khi chúng ta unify lại một chỗ thì chúng ta tìm cách tìm ra những insight ở trên data đó. Và sau khi chúng ta tìm ra những cái insight trên data đó thì chúng ta mới thực hiện những cái action ở trên cái customer data cũng như trên cái insight mà chúng ta tìm được. Và chính cái pillar cuối cùng này là chỗ của marketing automation. Thế thì mình đều là IT cả, cho nên chịu step back một tí xíu về cái bức tranh này để cho mọi người thấy rõ cái mối tương quan giữa hai bên ha. Thì với một cái tổ chức bất kỳ, chúng ta sẽ có vô vàn các cái system, họ sẽ có những cái system quản lý vận hành của họ, họ sẽ có đâu đó các CM của họ, họ sẽ có những cái hệ thống dành cho end consumer của họ, mobile app hay là gì đó vân vân, và họ sẽ có rất là nhiều những cái social media trên mạng ha, như website, như là những cái fanpage trên Facebook, Zalo vân vân. Và đối với cái người làm marketing á thì họ muốn á, là cái việc họ làm đối với một người khách hàng nó sẽ phải lấy cái thông tin từ tất cả mọi nơi. Chúng ta hoàn toàn có thể lấy thông tin từ tất cả mọi nơi, chúng ta inject trực tiếp vô cái Dynamic for Marketing. Nhưng Chiêu đã nhưng như mà như Chiêu nói á, thì đây là một cái hệ thống operational. Dynamic for Marketing là một hệ thống operational. Cái database của nó là database relational, database cơ sở dữ liệu quan hệ, rồi cái cách tạo field, tạo gì của nó, rồi cũng như cái cost để mà tính cái chi phí để quản lý data, để mà làm giàu data vân vân. Nhìn chung nó sẽ rất là cao, nó cao cho cái ông Microsoft á,
Microsoft phải duy trì cái hạ tầng nó heavy hơn cho cái việc đó. Nếu mà mình làm trên cái cơ sở dữ liệu quan hệ, cũng như mình làm trên những cái engine như là CDS như bình thường, thì nếu mà ông Microsoft mà ông phải chi tiền nhiều thì đương nhiên là cái người end consumer phải trả tiền nhiều để dùng đó, và nó không có lợi. Ở cái nhánh, nhưng mà cái phía bên tay trái của mình á, nó dạng là analytic data store, có nghĩa là data được dùng để nè, data mình được dùng ha, để cuối cùng cung cấp lại những cái phân tích, những cái analytic, những cái insight, những cái cục màu tím như bên bên tay phải. Thì những một cách thuận lợi về mặt IT thì những cái thông tin mà đến từ những hệ thống operational phía trên, những cái hệ thống transactional phía trên nên được đưa trở vào một cái analytic data store mà mình hay quen thuộc với góc độ như là data warehouse á. Data warehouse cũng là một dạng analytic data store ha. Thì ở đây nó đóng vai trò như một data warehouse, nhưng nó chỉ lấy một cái đối tượng trọng tâm là customer, và nó lấy những cái thông tin xoay quanh cái đối tượng trọng tâm đó. Thì ông Microsoft ông mới inject thêm những cái engine để có thể làm segmentation này, để có thể đưa ra intelligence ngay lập tức này, để có thể đưa ra insight này, và để chúng ta có thể nhúng cái behavior vào đây. Và khi đó thì cái thông tin mà customer profile ở bên trong customer insight nó có thể là 20 triệu, 30 triệu, 100 triệu. Chúng ta sẽ tạo ra những cái segment theo cái chương trình cụ thể, và chúng ta đưa cái segment qua bên marketing, dynamic marketing, ví dụ chúng ta đưa qua 100.000, 200.000 hoặc là 1 triệu để chạy một chương trình gì cụ thể mà thôi. Và ở phía trên thì những cái automation engine sẽ liên tục tương tác với những cái channel ở phía trên. Khi nói với ngôn ngữ marketing thì ở trên gọi là channel. Thì nó sẽ tương tác với channel thì nó sẽ sinh ra những cái interaction nằm trong cái marketing, nằm trong cái sản phẩm Dynamics for 365 và marketing. Nằm trong cái CDS database của nó. Của nó. Và cái CDS database này nên nó gọi là interactive data ha. Interactive data có thể sử dụng CDS connector để again ingest back vào bên trong cái behavior này. Đó. Thì cái chu kỳ nó đang là như vậy. Thì như hôm trước Chiêu có share với mọi người, đầu tiên Chiêu gặp một khách hàng, họ nói là trao đổi với tôi về marketing thôi, tức là tôi đến Chiêu cho đến Chiêu trao đổi về cái này. Sau đó họ họ sẽ nói là bây giờ làm sao tôi quản lý cái ông khách hàng này cho tốt. Cái nó lòi ra cái buổi trao đổi bị chuyển biến thành là trao đổi về cái bên tay trái. Họ lại book một buổi trao đổi chuyên sâu về bên tay trái, Chiêu đến Chiêu trao đổi rất là sâu với họ về bên tay trái về customer insight. Thì họ lại nói là cái này họ lại thấy là nó bị khập khiễng, những cái interaction từ đây xuống nó xuống đâu, bởi vì cái anh này anh chỉ chạy được có refresh có 4 lần một ngày thôi, những cái interaction này từ nó xuống đâu. Thế là mình lại phải combine cái này vào bức tranh đây, cái real time interaction này đến đây đó. Thì chia sẻ chút kinh nghiệm với anh chị em là khi trình bày về marketing và customer insight, hai cái này nó rất là khó tách biệt, nó cứ phải nối đuôi nhau và nó cứ phải đi một cặp với nhau trên cùng một bức tranh đó. Thì là mình đã hết cái phần về về data ha. Rồi. Đó coi như là về data mình đến cái cuộc trụ thứ hai, cái pillar thứ hai. Mình ổn, data mình đã có cứ giả định là nó đã rất là ổn. Thì đây mới là trái tim orchestra cái customer journey, đây là cái trái tim của cái Dynamics for Marketing. Và đây chính là cái mà chúng ta định nghĩa nên cái Dynamics for đây là cái mà làm cho chúng ta hiểu được rằng Dynamics 365 for Marketing là một sản phẩm thuộc về nhóm Marketing Automation. Không phải là Campaign Management. Không phải là Customer Data Management, mà là Marketing Automation, là vì cái chỗ này. Thì đây là cái giao diện mới của cái release Wave 2 của 2020. Và chúng ta sẽ orchestrate những cái activity, tất cả những cái xoay quanh của chúng ta đã tạo ra một cái kịch bản tự động hóa. Để chiêu zoom cái hình ra một chút xíu để giải thích luôn cho mọi người cái này. Khi nói về marketing á, thì lúc nào họ cũng sẽ đưa có hai khái niệm ha. Một là inbound, hai là outbound. Nó giống như là inbound call, outbound call này, inbound marketing, outbound marketing này, vân vân. Thì cái campaign này, cái một cái tiếng Việt mình nó chưa muốn gọi là một cái kịch bản tự động hóa, tức là nó sẽ tạo ra một cái kịch bản nè, bước 1, nếu bước 1 đến bước 2, bước 2 đến bước 3 rồi nếu mà if else thì nó ra bước 4, bước 5 theo kịch bản ha. Thì Microsoft dùng chữ là customer journey. Đó. Rồi một số các sản phẩm khác trên thị trường thì dùng chữ là campaign automation gì ABCD.
mình hiểu là một cái kịch bản mà nó sẽ tự động hóa cho mình. Thì cách thực hiện là gì? Nếu mà là inbound, nếu mà là outbound thì ngay lập tức chúng ta sẽ chui vào cái đống khách hàng của chúng ta. Chúng ta sẽ lựa ra những cái khách hàng mà theo những cái tiêu chí như mình mong đợi, gọi là segment. Và chúng ta đưa họ vào một cái segment ha. Thì cái segment này á, nó ngày xưa chúng ta có là marketing list. Các anh em làm ngày xưa, ở đây các anh em đã làm ha. Có marketing list thì marketing list nó lại chia thành hai loại là dynamic marketing list và static marketing list. Dynamic marketing list là đơn giản là mình đặt bộ lọc thôi. Mỗi lần mình mở marketing list đó ra thì căn cứ bộ lọc nó list ra chúng mình ra cho mình toàn bộ data. Còn nếu mà static marketing list thì mình chủ động mình bỏ cái member vào cái list theo ý mình. Thì cái segment này thực sự là cái line giữa hai cái đó. Nó là một cái static list nhưng nó được tự động refresh theo cái filter. Nó sẽ tự động refresh theo hàng giờ hay là hàng ngày. Nó là một cái line. Nói về mặt công nghệ tí xíu, mình hiểu nôm na là nó có cái bảng vậy đó. Mình khi mình tạo một segment thì nó tạo ra cái bảng, rồi cứ định kỳ nó rà soát trong cái bảng gốc. Bảng gốc mình có 10 triệu khách hàng, định kỳ nó vô khách hàng gốc, vô bảng gốc nó lọc ra những ông phù hợp, nó bỏ vô cái bảng con. Rồi sau đó mình lập những kịch bản là tạo email, rồi mình tạo delay vân vân, mình tạo cái những cái timer hay là activation hay là cái gọi là cái action hay còn gọi là cái rồi cái rẽ nhánh rồi này đơn giản. Thì trước năm rồi một số, tức là trước cái đợt release này á, thì nó cái kịch bản này hầu như nó chỉ chạy được ở trên một đối tượng duy nhất là contact thôi. Thì bây giờ nó có thể monitor thêm những cái record khác, những cái custom record khác nữa. Rồi nó có thể bây giờ nó có thể hỗ trợ thêm nữa là cái inbound customer. Hồi nãy outbound là tôi lựa ra khách hàng là tôi tự gửi. Còn inbound là gì? Inbound là khi một khách hàng họ vào website của tôi, họ đăng ký vào cái form của tôi hoặc là họ dùng cái chat, họ tạo ra một cái case, một cái request. Tức là thông tin nó đi đến từ phía họ, đến từ khách hàng đi vào trong tôi cho nên gọi là inbound. Thì bây giờ nó cũng bắt đầu hỗ trợ inbound. Đó tức là nó start cái journey với một cái form submit. Thì đó là những chức năng mới của cái release wave 2. Và đây là toàn bộ cái trái tim của hệ thống. Thì step back lại cái bước đầu ha. Bước đầu thì đội cái mũ, tôi là một người end user. Tôi sử dụng sản phẩm Dynamic for Marketing. Bước 1 tôi sẽ phải làm gì? Bước 1 tôi sẽ tạo segment. Rồi. Thì cái segment này á, điểm đặc biệt nha. Segment thì nó giống như event file nhưng mà nó chỉ chạy trên contact thôi. Một cái event file dành cho contact thôi. Và một số cái công cụ rất là mạnh mẽ mà mình rất là thích mà Microsoft là hỗ trợ. Tức là khi mà mình tạo một cái segment về customer thì thường khách hàng yêu cầu có thể rất là phức tạp. Thì nó theo ngôn ngữ IT là phải lấy cái này join, lấy bảng này join với bảng kia, join với bảng nọ, vân vân. Thì cái ông IT như mình á, thì mình không biết bảng nào để join cả. Ông marketing thì cứ đặt một cái đề bài mơ hồ, ông IT thì không biết bảng nào để join. Thì Microsoft nó cung cấp một cái công cụ, nó thể hiện cái relationship có thể có giữa các entity. Mà khi mình viết một cái câu query như vậy, như cái phần mờ bên dưới, thì mình sẽ có thể mở lên bên trên để mình thấy là cái thông tin của mình nó đang được liên kết với nhau trong cái mạng lưới như thế này ha. Đây là cái lý thuyết đồ thị, một cái cách hiển thị dữ liệu dựa trên cái lý thuyết đồ thị ha, graph theory. Ở bên dưới chúng ta sẽ thấy là nó có thể tạo ra một cái câu query theo cái ngôn ngữ của họ luôn. Và nếu chúng ta click vào cái chỗ flow view ở đây này, nếu mà chúng ta click vào cái chữ flow view, mọi người thấy chữ flow view chỗ này á, thì nó cho mình thấy cái luồng mà chúng ta merge dữ liệu lại. Thì đó là cái công cụ đầu tiên để giúp mình làm segment. Và chúng ta làm segment trên customer, trên trực tiếp trên dữ liệu bên trong marketing nha. Đó. Và sắp tới thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta làm như hồi nãy cái đồ nãy á, thì nó tạo cho chiêu một cái foresee ha, một cái forecast là sắp tới hầu như họ sẽ làm customer, họ sẽ tạo ra customer segment ở trên customer insight và họ sẽ inject ngược trở qua bên cái marketing này, bởi vì trên customer insight chúng ta mới có nhiều thông tin hơn. Đó. Rồi thì đó những cái cách chúng ta tạo segment. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tạo ra những cái accept mà chúng ta dùng trong campaign.
Accept thì nó bao gồm rất là nhiều thứ, nhưng mà phổ biến nhất, sorry, ở mức basic nhất mình sẽ tạo email. Chiêu không đi xoáy vào cái này. Cái này quá đơn giản. Drag and drop, ai cũng có thể dùng. Reusable drag and drop. Nhưng ở đây có một điểm mà khi Chiêu làm mà Chiêu thấy chạy cảm thấy rất là hay, mà mình là dân IT mình không có nghĩ tới. Đó là theo luật định, theo GDPR, theo các luật đó, thì các cái email được gửi đi á, nó có hàng loạt các cái luật đó quy định là phải tuân thủ, phải có subscription list, phải có địa chỉ vật lý, phải có ABCD các kiểu. Thì mình làm, mình cứ lo làm cái email cho đẹp thôi à. Rồi mình test thử rồi nó inject cái customer name vô, rồi ok, rồi mình bấm send. Nhưng mà cái tool này nó giúp cho Chiêu rất là nhiều, là nó giúp cho người dùng rất là nhiều, là nó highlight cho mình là cái email này của bạn sẽ bị vi phạm. Sẽ bị vi phạm cái gì? Bạn thiếu một cái requirement về cái subscription list mà luật Mỹ nó yêu cầu, vân vân. Và nó có những cái công cụ để mình inject cái đó ngược trở vô một cách dễ dàng. Đó, mình chỉ cần tạo ra một cái content setting, mình inject ngược trở vô. Đó là cái điểm muốn lưu ý ở trong tạo ra cái email thôi. Rồi cái này thì thực sự là cái nhiệm vụ của customer Dynamics 365 for Sale, nhưng mà họ đem cái concept của Dynamics for Sale về những cái concept như là phải hiểu về key stakeholder, phải kiểu hiểu về, họ mang qua cái context của marketing mà thôi, mình sẽ không xoáy vào đây. Cái này mình cũng không xoáy vào, nó rất là straightforward. Rồi, cái này là quay trở lại cái hình vừa nãy. Cái trái tim của toàn bộ hệ thống Dynamics for Marketing là người ta tạo ra một kịch bản tự động hóa. Thì để tạo ra kịch bản tự động hóa, mình sẽ kéo các cái action vô. Đó. Thì Microsoft Out of the Box sẽ cung cấp cho mình một loạt các cái action chuẩn, như là send email, như là gọi phone call, vân vân. Tuy nhiên khi các anh em tụi mình mà làm việc với bên marketing thì phải đến 200% là họ sẽ hỏi là ủa, làm sao nó tương tác được với Zalo, làm sao nó tương tác được với Facebook, nếu mà tôi gửi cái message qua Facebook rồi làm sao tôi, rồi khách hàng click vô cái link trên đó làm sao tôi biết, ha, tôi gửi qua Zalo vậy sao tôi biết. Thì ở đây là bắt đầu nó có một cái khả năng là tạo ra một cái custom channel. Ý. Cái slide này để nhầm chỗ ha. Rồi đây, thì trên trên docs của Microsoft nó có hướng dẫn mình tạo ra một cái gọi là cái custom channel, để mình dùng cái custom channel này mình tương tác với những hệ thống khác, ví dụ như với Zalo, với WhatsApp, với Facebook chẳng hạn. Thì Chiêu không có đi sâu vào trong chi tiết, nhưng hiểu nôm na là mình sẽ định nghĩa ra một vài cái entity và mình viết, và partner tức là những người như mình á, như là Hitachi, như chỗ Chiêu, anh Phước hay là các anh em khác sẽ viết những cái plugin để mà lắng nghe khi có một cái activity nó xuất hiện trong hệ thống, và các plugin sẽ tự chạy cái code và nó có cái architecture như vậy. Về phía người dùng thì họ sẽ xuất hiện một cái custom content hay là một cái custom channel ở đây, và họ có thể kéo nó vào bên trong cái màn hình như này. Đây là cái giao diện cũ thôi, nó không đẹp bằng hồi nãy, nhưng mà mình thấy mình kéo cái action là một cái action tên là một cái WhatsApp send vào đây. Cái này là cái vừa tạo ra. Thì khi mà mình làm với marketing thì về mặt về làm với phòng marketing cho những dự án này thì về mặt professional service thì hầu như là mình sẽ phải debug những cái này. Đó. Thì ở đây những cái custom channel nó sẽ tương tác cho những cái channel này ha. Mình thấy ha. Out the box Microsoft cung cấp cho mình chắc nhiều lắm chắc được có cái email thôi. Đó. Là dùng được, còn SMS hay gì đó thì hơi khó, bởi vì ở Việt Nam mình cũng chưa có những cái nhà provider mà ký hợp đồng trực tiếp với Microsoft. Rồi ở đây là những cái tính năng gia tăng mà Chiêu sẽ lướt nhanh. Ví dụ như again các bạn sẽ thấy nó đề cập lại customer insight. Customer insight xuất hiện everywhere. Nhưng mà cái khi mà chúng ta làm dynamic, khi mà chúng ta làm marketing á, nó sẽ có nhiều mục tiêu là marketing, nó sẽ có mục tiêu là marketing để nâng cao độ nhận diện thương hiệu. Nó sẽ có mục tiêu là để làm rất là nhiều mục tiêu ha. Tuy nhiên nó có một cái mục tiêu mà các sản phẩm marketing, các sản phẩm CRM truyền thống họ làm, nó gọi là inbound marketing. Thì định nghĩa của hoạt động inbound marketing là gì? Inbound marketing là hoạt động hướng đến tạo ra một cái lead. Lead ở đây là một cái cơ hội bán hàng ở một cái mức rất là tiềm năng. Đó. Thì inbound marketing là chúng ta làm ở cách là chúng ta tạo ra được một cái lead.
cái lead sẽ dẫn đến một cơ hội để chúng ta bán một cái gì đó cho ai đó. Lead không phải là một khách hàng, lead không phải là một ông A bà B, lead là một cơ hội chúng ta bán một cái gì đó cho ông A và bà B. Nhưng mà nó ở mức quá tiềm năng đi, nó chưa convert để trở thành opportunity được. Thì bởi vì nó nằm trên dynamic mà 365, bởi vì nó đều là dynamic 365, cho nên là cái hoạt động inbound marketing á, của dynamic 365 for marketing á, tạo ra cái lead, và cái lead sẽ được chuyển thông suốt đến cho cái người khách hàng như là mình đã quen thuộc ha. Ở đây mọi người lưu ý giúp mình ha. Tất cả các sản phẩm marketing automation, marketing software mà xuất thân từ từ một cái nhóm gọi là nhóm CRM mà truyền thống hồi xưa, thì hầu hết các sản phẩm đó được thiết kế để target cái mục tiêu là inbound marketing. Rồi, đây là cái giá trị lớn nhất mà mình sẽ nhìn thấy khi mình enable cái app marketing lên, thì ở trong cái lead, trong cái contact, trong cái account của mình, nó sẽ tạo ra một cái nó gọi là cái insight. Cái insight này thực ra là interaction insight thì đúng hơn. Đó. Là nó tạo ra insight về về cái timeline, về những cái interaction của mình đối với họ. Và đây là một cái section rất là rất rất là thú vị. Và khi chưa trình bày cho tất cả các khách hàng thì hầu như tốn rất nhiều thời gian tại cái khúc này. Bởi vì sao? Bởi vì nó là cái mà họ quan tâm. Đó. Chúng ta thấy được là đối với cái ông David Lee này, thì mình gửi mail cho ông lúc nào, ông nhận được lúc nào, ông mở ra lúc nào, ông vào website visit lúc nào. Đó. Thì đó là về email ha. Về web interaction thì sẵn mượn đây giải thích luôn. Web interaction là gì? Thì Dynamic for Marketing hỗ trợ tạo gen ra những cái tracking script, và mình sẽ đưa cái tracking script đó cho bộ phận làm web để họ nhúng vào web. Thì khi có một người dùng họ mở website của mình lên, website mình đặt cookie, rồi sau đó cái script nó chạy. Thì cái script nó chạy, nó sẽ ping một cái mẫu tin về cái Dynamic for Marketing. Nó nói là, hey, có cái cookie XYZ đó, vừa mới mở website lên vào lúc mấy giờ, mấy phút, mấy giây. Engine ở bên trong, bằng cách nào đó, nếu bằng cách nào đó mình đã link được là cái cookie XYZ đó là chính là ông Khoa, cái cookie ABC kia nó chính là ông Chiêu, thì nó sẽ link cái interaction record đó vào cái ông lead và ông contact, và chúng ta sẽ thấy được cái gọi là cái insight về web interaction. Event interaction thì phức tạp hơn. Module event management của Microsoft rất là phức tạp. Chúng ta sẽ tạo được event, chúng ta sẽ tạo thư mời, chúng ta sẽ có khi thì bán vé, có khi thì tặng, không bán vé, rồi khách hàng thì có thể vào website để xem, có thể đăng ký bằng cái registration form, có thể chuyển tiền để mua vé. Rồi đến ngày đến giờ thì khách hàng có thể check in thì check in tại sự kiện, hoặc là check in vào một session cụ thể, vân vân. Thì tất cả những cái hoạt động của khách hàng đều tạo ra cái interaction, và nó được đưa vào bên trong cái này, và mình sẽ nhìn thấy ở bên đây. Đó. Tương tự như vậy ha. Marketing form thì là những cái form mình tạo ra và mình link ở trong website hoặc là cái mẫu quảng cáo hay fanpage của mình. Subscription list cũng vậy. Và những cái insight này khi mà mình chiêu trao đổi với một số khách hàng thì hầu như họ phải nói là tốn rất nhiều thời gian, bởi vì họ rất thích. Họ sẽ xoáy sâu vào làm sao để biết được email open lúc nào, send ra làm sao. Đó, cái time frame mà họ mở cái email, họ ví dụ như cái ông Khoa đi, thì ông là cú đêm đi. Toàn là 12 giờ đêm ông mới mở cái email của mình ra xem. Đó. Nhưng mà ông Phước thì ông lại hay mở lúc 6 giờ sáng, tại vì đó chẳng hạn, thì mình có thể đoán là chắc tại ông chở con ông đi học rồi ông xem. Đó, cái kiểu như thế. Thì chúng ta sẽ thấy ha, đó, rất là nhiều những cái insight. Và cái này sẽ được enable lên khi mình enable cái app marketing lên, và nó được link trực tiếp vào trong cái app của mình. Rồi. Mình bắt đầu mình list nhanh một tí xíu nha. Một cái đoạn tiếp đó là cái list scoring. Thì cái list scoring thì về phía IT mình thấy khá đơn giản. Mình thiết lập cái rule thôi mà. Rồi nếu mình nó có một cái condition thì phát sinh, thì mình thêm pawn. Ví dụ như ông này nằm trong cái region mà mình đang quan tâm, cho ông 5 pawn. À, ông này ông nằm trong cái industry mình quan tâm, cho ông thêm 10 pawn. Nếu ông có vào website của mình ông xem, cho ông thêm 7 pawn. Nếu ông có mở email mình ra, cho ông thêm mấy pawn chẳng hạn. Cái chuyện này á, đối với IT của mình á, thì thường là mình ok, không có gì hết. Nhưng mà
đối với cái đội ngũ, đối với đội ngũ marketing á, họ cũng sẽ không có thực sự quá quá gọi là thích thú về cái này. Nhưng mà đối khi mình trao đổi cái này, kinh nghiệm của Chiêu khi Chiêu trao đổi cái này với những anh chị sale manager, mà đặc biệt là sale manager trong B2B á, thì đây là một cái cực kỳ quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì như 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 bản thân Chiêu đi, như Hitachi đi, lúc nào cũng phải check care, cá nhân Chiêu cũng phải check care cả 20-30 deal như vậy, thì cũng phải có deal này là focus, deal kia là không focus. Và nhìn từ góc độ cá nhân, rồi nhìn từ góc độ team, rồi nhìn từ góc độ toàn tổ chức, thì nguồn lực thì có hạn, mà nhu cầu của khách hàng thì có thể là vô hạn, thì mình focus vào đâu đó, thì đó là cái chỗ mà nhà quản lý sẽ rất là quan tâm, và họ chia sẻ kinh nghiệm với các anh em là họ có thể đặt ra, nếu có sales manager trong cái buổi trao đổi, trong buổi trình bày thì họ đặt ra khá nhiều câu hỏi về chỗ này. À. Rồi. Ở đây thì một cái chức năng thêm thôi, nó chuyển các cái hoạt động marketing biến thành lịch để cho mình xem, vân vân. À, để cho mình gọi là tracking những cái chương trình đang chạy. Ừ. Thì đối với cái thế giới mà FMCG á, thì cái lịch của họ, chưa từng nhìn thấy cái lịch của các anh em FMCG nhìn chóng mặt luôn, mở cái file Excel lên nó lốt nổi luôn. Mỗi lúc đều có hàng 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 chục hàng trăm chương trình đang chạy. Rồi, cái này quá đơn giản. Anh em mình đều hiểu hết. Cái này cũng không gì phức tạp, là marketing effectiveness. Thì Microsoft cũng như mọi sản phẩm của họ thì họ luôn luôn cung cấp sẵn một loạt các cái dashboard họ đã build. Either là dashboard build trực tiếp trong Dynamics for Marketing hoặc là build trên Power BI. Đó. Thì về phía IT nhà mình thì again phía IT của mình thì mình chỉ quan tâm là nó có và mình enable lên cho khách hàng xem. Nhưng mà khi kinh nghiệm của Chiêu nữa là khi Chiêu trình bày cho các anh chị marketing manager á, thì họ sẽ khá là quan tâm. Bởi vì sao? Bởi vì trong những cái propose, những cái dashboard có sẵn này á, thì nó cung cấp được nhiều cái thông tin hay là nhiều cái góc nhìn mà rất là mới mẻ với anh chị đó. Nhiều góc nhìn quen thuộc, ok fine. Và có nhiều góc nhìn mà họ cũng chưa hình dung ra trong cái quá trình hành nghề của họ luôn. Và họ sẽ rất là khá là thích thú khi mà họ nhìn thấy ok, té ra là còn có thể nhìn được cái thông tin ở cái chiều kích như vậy. Thì challenge của một người làm IT như như cá nhân Chiêu mà nói thì vất vả để giải thích, bởi vì thú thật với mọi người là mình phải dân trong giới cho nên nhiều cái mình chẳng hiểu. Ví dụ như AFM hay gì đó, CLV mà họ lại hay thích nói tắt nữa. CSAT, NPS, CLV. Thế là mình lại phải lặn lội đi, mình mò mò những cái terminology đó. Cũng giống như mình nói CS, cũng như anh em mình trao đổi với nhau nói về CDS một cách dễ dàng mà qua bên đó lại tốn nửa tiếng giải thích CDS là cái gì. Thì ở đây là cái chuyện vui trong quá trình hành nghề. Ở đây sẽ có cái quá trình, đây là cái email ha, mình có thể tạo email drag and drop vân vân. Và một cái chức năng, again đây là một chức năng tự động hóa rất là thú vị của mình này, là chức năng là AB test. Thì AB test thì mình tạo ra hai mẫu email ha, một mẫu A, một mẫu B. Rồi mình lựa ra một cái segment, ví dụ như là 100.000 ông vậy đó. Rồi mình thiết lập cho system là ê, anh đầu tiên anh gửi cho 5%, mẫu A cho 5%, mẫu B anh gửi cho 5%. Rồi anh chờ trong 24 tiếng hoặc trong 48 tiếng. Anh xem người ta phản hồi lại mẫu A nhiều hay mẫu B nhiều. Nếu người ta phản hồi lại mẫu B nhiều, ngay lập tức anh lấy cái mẫu B anh gửi cho 80% cho 90% khách hàng còn lại trong cái segment của tôi đi. Đó. Thì toàn bộ những cái thao tác đó đó gọi là automation là chỗ đó, mình chỉ cần fix pập 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 rồi thế là nó gửi. Đó. Rồi. Giải thích thêm một tí về email marketing. Ở cái version cũ á, cái email cái marketing á chỉ đơn giản là mình làm cái template rồi mình gửi mình giống như là mail merge đó, mình ra cái email rồi mình gửi cho khách hàng thôi. Khách hàng nhận được hay không nhận được thì cái email server nó biết. Rồi hết. Tuy nhiên, đối với cái sản phẩm email marketing mà automation trên thị trường hiện nay và với cái sản phẩm mà mình đang trao đổi này, Dynamics 365 for Marketing á, thì các bạn hình dung là có một cái ông đứng lắng nghe. Đầu tiên cái việc ông gửi đi á là nó có đủ thứ chiến lược để gửi hết. Tại vì mình không thể nói gửi một phát 100.000 mail là đánh dấu spam rồi mail server chết ngay. Ông sẽ gửi đi lắc nhắc lai rai trong vòng một vài ngày. Gửi như thế nào? Ông lo.
Rồi gửi mail đi rồi, khách hàng có mở mail hay không? Nếu khách hàng mở mail thì cái đoạn script được nhúng trong cái mail đó nó ping trở lại cái server của mình. Ủa, cái đoạn script đó ở đâu ra? Sản phẩm lo luôn, mình cũng lo. Rồi, khi nó ping trở lại server của mình capture như thế nào và ghi nhận vào database như thế nào? Đó, giống như là mình hiểu nôm na, giống như có thằng robot nó có đứng đó 24/7 và nó đứng nó lắng nghe những sự kiện như vậy ha. Thì những sự và nó ghi nhận được những sự kiện như vậy vào trong database. Thì những sự kiện bao gồm là email send đi hay không, email được mở ra hay không, sorry, email send thành công hay không, email được mở hay không, người ta có click vào cái link hay không, người ta có mở cái file attachment ra hay không, và người ta có click vào cái attachment bên trong cái click vào cái link bên trong cái attachment đó hay không. Đó. Thì đó là những cái công cụ ha. Rồi. Nó link qua Customer Void để mình tạo ra cái survey trên Customer Void rồi mình link back vào trong email. Rất là đơn giản. Những cái này nó cứ lặp đi lặp lại Customer Insight, các anh chị có thể nhìn thấy. Như Chiêu nói hồi đầu á, Customer Insight Everywhere. Có một bài trình bày về Marketing Dynamics 365 Marketing mà các chị Customer Insight nó xuất hiện gần như tất cả các slide. Đó. Rồi như thế. Đoạn cuối thì mang tính dành cho quảng cáo, có cái visualization tool để mình có thể gọi là tạo ra các công cụ, rồi automate process với flow với power automate, lại again lại customer insight, và chiêu highlight cái dòng cuối mọi người chú ý ha, là tiến tới tương lai thì hầu như họ sẽ tạo ra segment bên trong customer insight, rồi họ export cái segment đó, họ import vào trong Dynamics 365. Cái việc export import này nó không có phải là bằng tay nha, nó tự động, nhưng mà về mặt IT thì mình hiểu là nó copy data bên trong cái segment, bên trong customer insight, nó copy vào bên trong cái cơ sở dữ liệu quan hệ của D365 for marketing. Bởi vì cái nhóm mà customer insight nó thuộc về nhóm insight, do đó cái vấn đề mà về AI á, nó được trang bị tốt hơn, nó được đầu tư chính xác hơn, là Microsoft put cái AI vào trong nhóm sản phẩm có cái đuôi là Insight. Thì một trong những cái chức năng mới mà Microsoft đưa ra trong những release Wave 2 sắp tới đây thì đó là chính là đây, mọi người sẽ thấy là viết một cái câu, mấy ông marketing mà nghe cái câu này mấy ông khoái lắm. Tại mấy ông rất là mấy ông thích viết câu gì nè. Đây, people who have a birthday this month and work in finance and related entity industry. Đó. Thì mấy ông marketing ổng sẽ thích viết những câu như vậy thôi. Thì chuyện còn dưới nó phải gen ra cho mình. Còn khi mà kéo thả cái này thì lúc present mấy ổng cũng khoái, nhưng mà khi vào làm thật thì mấy ổng đá banh cho IT hết. Đó. Rồi, again, reducing cost. Mình sẽ không có xoáy vào đây. Đó, cái chỗ mà globally compliant mà Chiêu có trình bày vừa nãy á, là khi Chiêu làm một cái, tức là khi chúng ta làm một cái marketing chúng ta gửi đi thì nó có rất là nhiều những cái quy định về compliance, thì cái tool này nó hỗ trợ mình. Và đặc biệt là ví dụ như mình là phòng marketing tại Việt Nam đi, đôi khi mình có nắm gì về cái quy định của châu Âu, không nắm rõ lắm quy định của châu Âu hoặc là của Mỹ, rồi mình làm cái mail mình gửi cho khách hàng châu Âu, châu Mỹ có thể gây ra rắc rối đối với công ty mình, thì cái tool này nó giúp mình giảm thiểu cái đó. Again, nhìn ở góc độ mấy ông IT thì nó lại không có khỉ gì đâu, có cái content rồi đưa vào vậy thôi. Rồi, tóm tắt lại về một số phần cuối ha, tóm tắt về một số các cái gọi là những cái điểm mới ở trong những cái release Wave 2. Thì bây giờ là có thể manage có thể run được cái webinar ngay bên trong Microsoft Teams luôn, manage registration communication bên trong Teams luôn. Rồi tạo những cái live event bên trong team luôn. Đó. Từ trước đây thì nó chỉ tương tác được với On24 hay gì đó thôi. Rồi. Rồi. Chức năng mới nữa là cái marketing form á. Thì trước đây marketing form chỉ khi mà mình tạo ra một cái marketing form đúng không? Thì về mặt IT là mình tạo nó trên nền một cái entity. Rồi mình đưa cái form đó lên trên website. Thì khi người dùng, khi end user, khi end customer họ nhập vào thì nó sẽ capture vào cái entity. Thì trước đây nó chỉ capture vào cái entity contact thôi. Thì bây giờ Microsoft mở rộng nó ra là mình có thể tạo cái marketing form trên nhiều cái
entity khác nữa chứ không chỉ mỗi contact đó. À, không chỉ mỗi contact và lead, sau đây trước đây nó chỉ contact và lead, giờ là nó thêm nữa đó. Rồi sau đó là nó tạo ra được cái workflow nó chạy trên cái form submission. Rồi một cái cải tiến nhìn từ góc độ IT thì chả có gì, nhưng nhìn góc độ thằng người làm marketing như Chiêu từng làm sơ sơ thì quá là hay đi. Tức là trước đây á, đầu tiên nha, Chiêu sẽ suy nghĩ cái luồng suy nghĩ của Chiêu như là một người làm marketing nè. Đầu tiên là Chiêu sẽ suy nghĩ, Chiêu sẽ tạo ra cái customer journey, step 1 Chiêu làm gì, step 2 Chiêu làm gì. Sau đó Chiêu mới vào cái step 1, ví dụ step 1 là tạo email để mời người ta tham dự sự kiện. Cái bắt đầu nó stuck, nó nói ủa email chưa có thì sao tôi tạo được cái step này. Thế là Chiêu lại phải nhảy trở lên, Chiêu click vào cái chỗ là ê, tạo cái email để mời ta tham dự sự kiện cái đã. Tạo xong rồi accept rồi ABCD rồi xong hết mới quay trở lại cái màn hình customer journey, kéo cái track, kéo cái đó vô. Rồi sau step 1 đến step 2. Step 2 là mời người ta enter vô cái form để tham gia để đăng ký sự kiện. Wow, cái form chưa làm. Thôi lại nhảy ra ngoài làm cái form. Làm cái form xong mới lại nhảy trở vô cái customer journey, kéo nó vô. Và như vậy cái luồng suy nghĩ của Chiêu nó cứ bị nhảy cóc như vậy đó. Rất là bực mình. Thì ở cái Relief Virtual này thì Chiêu chưa có thử nhiều, nhưng mà họ nói là ngay trong này mở cái chức năng ra luôn đi. Ngay trong cái lúc mà bạn đang tạo cái flow tổng của customer journey á, bạn mở ra cái chức năng làm luôn cái email ngay trong đó luôn. Đó, thì cái chuyện này là một cái chuyện mà những người chưa chưa trải qua cái điểm dở trong phiên bản trước thì có thể sẽ không cảm nhận được nhiều. Nhưng mà những người trải qua điểm dở phiên bản trước thì có lẽ sẽ rất thích cái điểm cải tiến này. Rồi. Ok, những cái tool để tạo email mới thì cái này cá nhân chưa chưa thử ha. Nó cải tiến thêm cho cái tool để làm cái email. Đây, tương tự như vậy. Thì bây giờ cái social media post ở chỗ này Chiêu xin chia sẻ thêm một tí xíu. Là các cái hãng hay là các ông làm marketing trong hãng lúc nào cũng nói là hệ thống dynamic marketing của tôi có thể integration được với social media. Thế là cái ông marketing ở trong khách hàng á, ông đặt ra hàng loạt câu hỏi về integration. Thế thì về kinh nghiệm cá nhân của Chiêu sau khi nhiều trao đổi á, mình phải handle được cái chữ integration này. Cái chữ integration này nó cần phải được phân thành 3 khúc. Khúc thứ nhất chính là khúc này. Tức là integration ở góc độ là social media post. Nghĩa là tôi từ một màn hình duy nhất, từ một cái CM duy nhất của tôi soạn một mẫu tin, một cái bài post. Và tôi control nó khi nào thì post lên Facebook, khi nào thì post lên Twitter. Khi nào và không post lên LinkedIn chẳng hạn. Đó là một integration thứ nhất. Và cái integration này, và trong cái scope của marketing automation thì hầu như là nó chỉ bắt được cái integration này thôi. Nó chỉ support cái integration là social media post. Nó có integration thứ hai như là lắng nghe các cái sentiment. Thì lập tức là khi mà mình trao đổi với khách hàng, mà khách hàng họ nói trên trời đất tùm lum hết, và mình sẽ bị còng, mình sẽ phải handling được, mình nói à không, lắng nghe cái sentiment, lắng nghe cái keyword ABCD, nó là phải cái sản phẩm khác, sản phẩm này nó không có. Đó. Rồi, cái integration thứ ba là gì? Chính xác hơn là integration vào cái Facebook Message, Facebook Messenger, vào cái Zalo chat, vào cái WhatsApp. Nó là một cái integration mà được support về phía IT, nó phải được support bởi một set công cụ khác. Thì kinh nghiệm là khi trao đổi với marketing thì họ nói một kiểu integration là họ nói cả ba. Là mình phải biết cách nào, là khi nào thì mình handling nó, mình lái nó sang cái góc độ nào. Cái sản phẩm nào sẽ support. Rồi. Ok. Rồi, những cái chức năng mới ở Relief Way 2 kế tiếp là Customer Journey, cái màn hình nó mới ha, màn hình nó nhẹ nhàng sáng sủa hơn và nghe nói nó đỡ lỗi hơn. Thì Chiêu sorry là Chiêu cũng chưa thực sự thử. Nhưng mà ở cái màn hình cũ thì đúng là nó cứ lỗi lạch vạch thật. Rồi. Create segment using natural language thì nãy mình trình bày rồi. Nhưng mà nó lại thuộc về customer insight á, chứ nó không phải là customer marketing đâu. Và thứ ba tương tự như vậy ha. Again, customer insight xuất hiện gần như khắp mọi nơi. Đó.
insight cuối cùng cũng có tâm insight. Thì một số thứ ở ở mà cũng Microsoft cũng tóm tắt lại một số cái một cái new và enhanced trên quy mô, ví dụ như cái chức năng test send. Đó là trước đây là mình phải hoàn tất hết rồi mình bấm go live nó chạy. Đó. Mình bấm go live là giống như là mình làm cái template xong xuôi hết, mình bấm go live thì marketing nó mới mang cái template này nó bỏ được một cái chỗ và nó cho thằng robot đứng nghe cái email này và nó xử lý cái email này. Thì đôi khi nó không cần thiết như thế, mình chỉ test send hoặc là quick send đến một ít người thôi. Đó, thì đó cũng là một chức năng mới. Rồi. Spam checker, cái này thì nó hơi sâu. Mình cũng không có nắm vững lắm, cá nhân chiêu chưa nắm vững lắm. Nhưng hiểu nôm na là cứ làm xong rồi chạy qua cái rule đi. Đó. Thì nó sẽ báo cho mình biết là điểm nào mình cần cải tiến. Nó có một cái engine trên mạng ha, mình bỏ cái message của mình vào thì cái engine nó sẽ trả về một cái điểm số, điểm càng cao là càng tệ nha. Thí dụ như cái subject không được rõ, cái subject hay có những cái từ mà sẽ bị đánh dấu là spam. Cái thông điệp như thế nào, cái call to action link nó đang chưa được ổn thì nó đưa ra những cái inform đó để mình có thể update lại cái message của mình. Đó là spam checking. Đó. Rồi. Thì như vậy thì Chiêu cũng hy vọng là cũng đã giới thiệu sơ mọi người về Dynamic for Marketing, cũng đã lồng ghép được một ít những cái kinh nghiệm gọi là chính trường trong quá trình trao đổi. Riêng một cái phần rất là lớn trong module marketing, rất là phức tạp. Nhưng thực ra lại rất là dễ học, đó chính là module event management. Thì Chiêu không đủ phạm vi và không đủ thời gian để trình bày với các anh chị, để các anh chị có thể tìm hiểu về nó khá dễ dàng ở trên mạng. Thông tin trên doc Microsoft rất là đầy đủ cho cái module đó. Đó là event marketing. Event management ha. Còn trong phạm vi sáng nay thì Chiêu cũng lố hết mấy phút rồi đó. Thì Chiêu xin dừng ở đây. Thì các anh chị có câu hỏi gì thì các anh chị vui lòng hỏi. Câu hỏi gì đặt câu hỏi cho anh Chiêu nha mọi người. Hai anh Chiêu. Dạ. Anh cho em hỏi là cái khi mà anh demo cái customer journey đó, thì khách hàng của anh có concern với lại question về nguyên một cái quy trình mà họ mong muốn là luôn ra luôn cả sale luôn mà. Nghĩa là nó không dừng ở cái bước customer journey của marketing, theo em thấy là nó chỉ dừng ở việc là để tương tác với khách hàng nhiều hơn là nó đi luôn tới một cái bước đó là nó ra sale. Nghĩa là phân phối cái lead đó cho một cái team sale nhất định, rồi team sale đó họ sẽ contact như thế nào, rồi họ quản lý dựa trên cái customer journey luôn á. Thì không biết là anh đã có khách hàng nó question anh về cái journey đó luôn chưa? Có em, chắc chắn là có. Mình sẽ phân biệt các loại. Bây giờ mình step back ra khỏi cái hệ thống xíu ha. Thì có các nhìn chung á, các khách hàng nó phân thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất á là sale tách biệt khỏi marketing. Và nhóm thứ hai á là sale như là telesale, đặc biệt là telesale là do marketing quản lý. Thì những cái khách hàng ví dụ như ngân hàng, bảo hiểm á, thì cái bộ phận telesale thì lại thường nằm trong phòng marketing, nằm under phòng marketing hoặc nằm under phòng customer service mà không nằm về phòng sale. Đó là một cái đặc thù. Đa phần các khách hàng khác thì sale là sale, marketing là marketing. Thì cái câu hỏi mà chỗ bạn ái đúng không ạ? Đó. Dạ. Mình. Dạ, câu chỗ mà dạ, câu chỗ cái câu hỏi mà chỗ bạn vừa đặt á thì mình đục trong cái tình huống là telesale thuộc về phòng marketing. Yeah. Còn nếu mình gặp khách hàng mà họ tách được cái phòng sale ra thì họ sẽ ít hỏi về cái chuyện đó. Rồi. Được không ạ? Dạ rồi. Dạ, cảm ơn anh. Với lại cái thứ hai là em muốn hỏi về cái social channel á. Thì hiện tại là không biết là khách hàng của anh có yêu cầu là họ quản lý những cái post trên Facebook rồi trên Twitter
Hiện tại đa phần là post trên Facebook và tin nhắn qua Zalo. Đúng rồi. Vì họ họ muốn quản lý là họ đặt cái schedule hoặc là muốn biết là khách hàng nó click like bao nhiêu rồi nó comment như thế nào rồi nó có những message nào khách hàng. Chắc thì không biết là anh em đã gặp những trường hợp đó và Dynamics nó có giải quyết được không anh? Ôn quay khách hàng hỏi câu đó, ôn quay khách hàng hỏi câu đó, và lúc đó lúc nào á, là mình cũng nói như vậy: Facebook ok, Zalo no ok, tại vì ông Microsoft ông đâu biết Zalo là ông nào, Zalo là chỗ của Không biết partner là nhưng mà không biết rồi. là Dynamics nó có cách nào để nó quản lý nó biết được là bao nhiêu lượng like rồi thí dụ như khách hàng có chat gửi mà cái message để hỏi thêm thông tin về sản phẩm thì Dynamics nó có collect những cái thông tin đó đó được hay không để nó để mình có thể mình là bên bên chỗ phòng marketing á họ sẽ có người để họ trả lời cho những cái message của khách hàng á. Đó, thấy không? Đó, again, mình đang lại chưa chưa vừa highlight cái vấn đề chỗ đó đó. Đó là iteration, nhưng mà mình phải tách ra ha. Đầu tiên là cái post là nãy mình thấy là có ha, schedule cái post. Kêu Yes, nó là đúng nửa rồi. đêm này post cái đó clear. Thứ hai là người ta tương tác với cái post, người ta like, người ta thích và người ta gọi là comment under cái post. Rồi. Thì trước đây là like và click thì hình như là có. Comment under cái post hình như cũng có luôn, nhưng mà chưa lâu rồi chưa check cái chỗ này, check lại xem là có hay không. Đó là góc độ khác. Còn cái góc độ mà chat với khách hàng đó, là chat thì có thể là chat cái, có thể dùng cái comment như là một cái chat đúng không ạ, và có thể là mở cái Facebook Messenger lên như một cái chat. Thì cái Facebook Messenger đó thì sẽ không hỗ trợ, mà nó sẽ đi qua một cái concept là một cái chat server, và sẽ phải đi với cái bộ mà Power Virtual Agent á, dùng Power Virtual Agent để mà tương tác với một cái chat server và lấy cái chat server đó tương tác với Facebook Messenger. Đó. Còn cái việc mà khi khách ví dụ tôi có một bài post giới thiệu ABCD rồi khách hàng comment vào bài post đó, làm sao để cái bài post để làm sao để comment khách hàng chui vào hệ thống của mình. Đó. Thì Dynamics 365 tới thời điểm này, đặc biệt là cho marketing thì hình như chưa thấy đề cập đến cái chỗ đó. Mình cần phải check lại thêm tí. Ở trên thị trường á thì họ sẽ có một số cái tool. Nó rẻ lắm. Nó so với Dynamics thì rẻ rất là nhiều. Nhưng mà nó ngồi á, nó nghe cái comment đó. Comment có một số chỗ á, họ bán một cái tool ha. Rồi cái tool đó là ai mà comment, ai mà comment vào các bài post ở trên tất cả các kênh luôn, Lazada, Shopee, thậm chí Tiki luôn. Đó, thì nó bắn cái API đó, nó đẩy vào cái tool đó. Và cái người CS họ mở cái tool nó ra, họ trả lời trực tiếp trong cái tool nó, reply to cái comment đó, và nó lại bắn cái reply của cái người bán hàng, cái người CS trở lên cái social channel kia. Thì chia sẻ anh em thông tin đó để mình phân tích vấn đề ở hai góc. Góc thứ nhất là technical. Technical thì chắc chắn 100% mà làm được. Góc thứ hai là sản phẩm. Sản phẩm thì trên thị trường có sản phẩm làm được. Về marketing thì chưa thấy đề cập. Sản phẩm của Dynamics thì chưa thấy đề cập. Đó. Thì hiện trạng đang như vậy. Dạ, ok, cảm ơn anh. Chị Vân có bổ sung là cái giải pháp chat đó, mình có cái omni channel for customer service đó, là mình có những cái giải pháp để mà chat đến các kênh chat đó, SMS hoặc là những cái kênh chúng ta dùng cái omni channel để mình xử lý cái link cái yêu cầu về chat. Ok, thank you Khoa, chiều chiều quên mất cái đó. Tại vì cái đầu óc nó đang bị cuốn vô cái marketing. Đúng rồi, cái omnichannel, đúng rồi. Thì bên bên marketing hình như không có chat được, không có chat solution. Rồi, marketing nó không có trong cái context mà phần marketing họ không đề cập cái đó. Họ lại dùng nó như là còn trong context customer service. Để mọi người còn câu hỏi gì nữa không ạ? À, nếu nếu không thì mình sẽ chuyển đi đến phần tiếp theo nha. Xin cảm ơn anh Chiêu đã nhiệt tình hỗ trợ cho cộng đồng ngày hôm nay.
Em xin phép chuyển sang phần tiếp theo là em sẽ cập nhật một số cái thông tin mới về liên quan đến Power Platform. Nhớ cho em cái feedback về sự kiện để tụi em cải thiện về chất lượng sự kiện hơn sau này nha mọi người. Đầu tiên có một cái big change, phần big change mà nó sẽ ảnh hưởng tới rất, rất nhiều anh em và cả người sử dụng trong trong platform và cái thuật ngữ. Bây giờ cái CDS, cái Common Data Service nó chuyển thành Microsoft Dataverse, và cái CDS for Teams nó chuyển thành Microsoft Dataverse for Teams, thì đó là cái tên. Thì bây giờ mình thay vì mình phải giải thích CDS là gì thì bây giờ mình phải thay đổi là mình giải thích cái Dataverse là cái gì. Một bài giải thích là cũng thứ thôi, nhưng mà mình đổi tên nghe có vẻ ngầu hơn. Thì em thấy có vẻ ngầu hơn như vậy thôi ạ. Rồi cái thuật ngữ liên quan giống như là entities thì chuyển thành table, field chuyển thành column, record thì chuyển thành row, option set thì chuyển thành choice, multi option set thì choices, two option thì yes no. Thì cá nhân em thấy nó cũng phù hợp khi mà mình khi mà mọi người anh em dev đã làm việc quen với các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thì biết table, column, row là cái gì rồi. Thì choice với lại yes no thì nó align với lại cái SharePoint. Trong SharePoint thì choice với yes no. Nhưng mà ở chỗ cá nhân Chiêu thì Chiêu đang cho đây là một cái điểm mà Chiêu không thích lắm. Đặc biệt là ba cái chỗ là table với column với row á. Cái choice, cái yes no ok. Cái trên, cái tên ở trên Chiêu không quan tâm. Nhưng mà ba cái chỗ này nó kỳ á. Thứ nhất á, là khi mình học trong trường học ha, mình học môn kể cả mình học môn cơ sở dữ liệu luôn á, thì cái bước đầu tiên mình học á là mình vẽ sơ đồ ERD, Entity Relationship Diagram. Thứ hai á, khi mình học trong trường mình học gì, phân tích thiết kế hướng đối tượng, mình cũng vẽ là entity rồi object, đúng không ạ? Và field và attribute đó. Rồi thứ ba á, là cái chữ table, chữ column, chữ row này á, theo Chiêu thấy á, tự nhiên nó bó hẹp vào cái concept của cơ sở dữ liệu quan hệ mà thôi. Thế nếu mình không dùng cơ sở dữ liệu quan hệ thì sao? Mình dùng ví dụ như NoSQL, mình dùng document based database thì sao? Tự nhiên ba chữ này nó mình hiểu đâu nay giống như nó đi xuống một level nữa đó Khoa. Đúng rồi. Nó đi xuống một level thấp mà nó lại tạo ra một, thay vì entity đúng không, entity thì ủa trong MongoDB cũng là entity thôi đúng không? Thì nhưng mà như anh nói là nó xuống một level thì nó lại gần gũi hơn với user. Em nghĩ vậy á, em nghĩ nó sẽ gần gũi hơn với user, tại vì khi mà mình các bạn DBA á, làm với cơ sở dữ liệu nhiều á, thường giải thích cho khách hàng thì khách hàng cũng thường sử dụng là table với column quen, nó lại dính dáng bằng thứ với Excel. Đó. Nó quen thuộc hơn. Ok. Em nghĩ thì cũng mình thay đổi cũng được thôi. Khi mà em nhớ lại khi mà em làm CRM á, thì làm lập trình với database nhiều thì biết là cái table column mà biết là gì rồi, nhảy qua này. Entity là gì vậy? Xong rồi lên sao entity ra thực thể. Ủa thực thể nó cái gì ở đây? Thì lúc đó càng tối hơn nữa. Nhưng mà sau một thời gian thì mới quen dần được cái entity với lại attribute là gì, field là gì. Thì bây giờ lại quay lại cái đổi ngược lại cái table với lại column nữa. Thì đó là tất nhiên họ có tính toán của họ, họ có cái suy nghĩ của họ và những cái quyết định đó của họ mình đâu can thiệp được. Nhưng mà mình đang thấy nó giống như đang từ một cái gì nó tương đối cả high level hơn, cái đi xuống low level hơn vậy. Ok, anyway. Rồi tiếp theo chúng ta bên mảng trong cái Power Platform chúng ta sẽ có một số thay đổi liên quan đến Release Play 2. Nó bắt đầu hình dịnh nó đưa ra sử dụng và nó đưa ra một số cái preview public để chúng ta thử. Thì đầu tiên là có cái Azure API Management Connector, thì connect trực tiếp đến mình làm những cái Azure Function, mình làm những cái Service API ở trên Azure. Thì bây giờ mình đã có cái Azure API Management Connector là mình quản lý tất cả những cái API đó trong cái API Management.
và mình đã có cái connector để connect cái API management đó đến Power Platform để mình sử dụng cái API mà mình viết, những Azure function mà mình viết, rồi mình host trên Azure, mình sử dụng trực tiếp trong Power Platform, trong Module-driven app, trong Canvas app, trong Power Automate một cách trực tiếp rất là dễ dàng. Và đặc biệt là trong Microsoft Teams Power app mình đã có sử dụng trực tiếp ngay trong team, và mình có thể sử dụng những cái API đó ngay trong team luôn. Rồi thứ hai là trong cái Canvas app mình đã có một số cái hỗ trợ liên quan đến cái responsive layout, là mình có những cái horizontal container và vertical container để nó hỗ trợ cái responsive layout để mình trên những cái thiết bị có kích thước khác nhau hoặc là cái cửa sổ browser của mình thay đổi thì cái layout của mình nó không bị bể và nó thay đổi tương ứng theo. Thứ ba là chúng ta có những cái khả năng cấu hình mới cho cái timeline control trong Module Driven App. Hiện tại thì cái timeline control nó đang hơi bị cứng nhắc, có gì xài đó, nhưng mà bây giờ nó đã mở rộng hơn một số tính năng, như là mình có thể cấu hình những cái mình có thể bật tắt những cái search functionality, mình có thể thêm bớt những cái activity entities mà mình muốn cho người dùng thấy. Rồi mình có những cái action trên cái timeline control đó mình có thể bật tắt được tương ứng theo những entity mà mình chọn, thì đó là tiện lợi trong cái mình cấu hình timeline bây giờ rất là dễ dàng. Tương lai sẽ còn nhiều khả năng cấu hình hơn nữa, nhưng mà hiện tại thì mình mới đến mức đó thôi. Rồi tiếp theo là chúng ta có rich text control. Cái này nghe rất là cơ bản nhưng mà đến bây giờ mới có. Thì là đối với những cái single text field với lại multi-line text field, bây giờ đã có hỗ trợ rich text editor. Thì mình nó tương tự với khi mà mình design cái email, thì cái rich text editor đó nó tương tự như cái lúc mà mình design cái email ở trên một module driven app mà UCI nha. cái giao dịch mới á. Chứ còn cái giao dịch cũ là cái classic UI là không có cái rich text editor giống như vậy. Thì bây giờ nó bắt đầu mình đã có thể sử dụng được rich text editor mà mình không cần phải sử dụng những cái tool third party nữa, hoặc là mình không cần phải tự viết ra những cái tool để mình làm cái chuyện rich text editor nữa, nó đã có sẵn rồi, mình bật lên mình chọn thôi. Mình chọn cái component mà mình muốn xài là rich text editor cho cái field đó, nó nó hiện lên. Thì cái liên quan đến cái rich text editor là trong cái email của mình, bây giờ mình đã có thể có một cái giao diện thiết lập cái email nó trực quan hơn, nó dễ dàng hơn. Những cái dynamic data nó dễ dàng hơn và rich text editor dễ sử dụng hơn. Và mình có thể design cái email signature một cách dễ dàng hơn, có hình ảnh đàng hoàng luôn. Trước đây thì làm những cái việc đó rất là khó, biết những cái việc đó rất là basic, nhưng mà hiện tại mà lúc đó lại là không hỗ trợ được, nó là phải work around những thứ rất là khó chịu, thì bây giờ mọi thứ nó đã dễ dàng hơn rồi. Cải thiện vào những cái tính năng mà trong cái email. Tiếp theo là mình có trong cái Power Platform Data Flow á, là mình có một cái diagram view để mình xem. Bây giờ nó có cái khái niệm Data Flow á. Data Flow là nó giúp mình thu thập mà mình gom dữ liệu từ nhiều nguồn về CDS, về Dataverse vào trong Dataverse. Thì trước đây mình chỉ chọn nguồn rồi mình chọn có thể là file Excel, có thể là file CSV, nó giống như là một cái dạng của giống như import data, nhưng mà nó gọi là data flow, và nó có những cái chức năng expand hơn, cụ thể là những cái gom nhóm rồi những cái quan hệ với nhau. Và bây giờ nó đã hỗ trợ thêm một bước nữa là nó có một cái diagram view, là những cái data source đó, những cái source đó, những cái table đó nó quan hệ với nhau như thế nào, nên sẽ thể hiện được trên hình ảnh, và những cái step apply cho những cái entity đó, những cái source đó, những cái step apply mình transform data như thế nào, nó cũng thể hiện ở trong cái tool data flow đó. Thì ngoài ra thì cái data flow này nó sử dụng cái Power Query, khi mà mọi người làm việc quen với Power BI á, thì cái Power Query là để mình dùng để mình gom dữ liệu, để mình transform dữ liệu và mình thu thập dữ liệu. Thì cái đó cũng được sử dụng ở trong data flow để mình thu thập dữ liệu luôn, mình transform data. Đó là một cái enhance mới. Rồi một cái nữa, vài cái nữa là
quan trọng sẽ ảnh hưởng tới người dùng độ cuối là cái chuyện lên UCI, upgrade lên UCI, thì classic UI lên UCI bắt đầu chính thức từ tháng 4 hay từ ngày 4 tháng 12 là bắt đầu rollout, là mọi người nên chuẩn bị trước để khi mà nó lên tự động, cách tự động nó bắt buộc phải lên thôi, nó đến ngày đến giờ nó bắt buộc phải lên rồi, nó thông báo trước cả cả năm rồi, thì bây giờ nó tới ngày cuối cùng rồi, nó tự động nó lên, thì khi đó có thể sẽ có một số những cái lỗi mà mình không mong muốn nó sẽ xảy ra, thì mọi người nên chuẩn bị trước cho tình huống này. Ngoài ra thì có cái chức năng mobile offline sử dụng cho Power App, cái Canvas App thì bây giờ đã nó đã được sử dụng một cách hiệu quả hơn, mình có thể bật tắt những cái mình muốn. Trước đây đối với mobile offline, cái khả năng của Microsoft Dynamics 365 nó bị kém so với những cái sản phẩm thấp mặt ti khác, ví dụ như cái thằng Woodford đó, là cái thằng mà cung cấp cái field service mà Microsoft mua lại đó, thì nó đã ra một cái solution rất tốt phục vụ trực tiếp cho cái chuyện mobile offline, là khi mà người dùng không có kết nối internet thì vẫn sử dụng được. Bây giờ Microsoft đã cải thiện cái chuyện đó rồi, thì chúng ta có thể lấy cái đó là một cái khả năng để cạnh tranh với những cái sản phẩm khác khi mà khách hàng đặt vấn đề. Rồi cái cuối cùng là cái search experience. Mình đã có một cái thanh search tập trung, cái relevant search tập trung ngay giữa cái thanh navigation đó, thì mình có thể search bất kỳ cái gì trong hệ thống của mình, nó sẽ suggest cho mình, nó sẽ sử dụng những cái Bing search for business, nó có một số cái AI nó infuse trong đó, thì nó sẽ hỗ trợ, nó suggest cho mình những cái liên quan đến cái mình muốn search trên những cái entity trên toàn hệ thống, thì sẽ giúp mình search nhanh hơn, dễ dàng hơn. Người dùng rất rất thích cái này. Đối với IT, khi mà mấy anh em dev, anh em BA sử dụng menu quen rồi, biết nó nằm đâu rõ ràng rồi, biết nó nằm đâu, nhắc tới cái đó là biết nó nằm đâu, bấm đâu rồi, rất là dễ dàng này, không quan tâm tới cái search lắm. Nhưng mà đối với người dùng, khi người ta chưa quen mấy hệ thống, người ta cần cái search, người ta muốn làm gì người ta cũng vào cái search để người ta tìm hết, thì nó sẽ rất là hữu ích cho người dùng. Rồi liên quan tới Power Automate thì có một số cái update mới, như là cải thiện trong cái Power Automate Desktop, thì có một số cái enhancement liên quan tới hiệu suất, hiệu năng và cái khả năng hỗ trợ cho development, là khi mà mình chạy cái Power Automate Desktop, nó sẽ có những cái gì chạy ngầm, nó có những cái notification, nó thông báo rõ ràng cụ thể hơn, nó có những cái menu, context menu nó dễ sử dụng hơn, liên quan tới productivity. Để liên quan đến development á, thì chúng ta làm những cái flow tracking capture trên màn hình dễ dàng hơn, trên browser cũng như trên những cái desktop app mình tracking, mình nó cái hệ thống tracking của nó dễ dàng và chính xác hơn, và nhiều mình có nhiều step hơn ở trong đó nữa. Rồi liên quan đến AI builder, mình có một số cái cập nhật mới liên quan đến những cái AI model, built-in AI model, là có cái form processing và cái invoice processing. Là mình bây giờ nó đã cái form processing nó đã hỗ trợ cho mình những cái data giống nhau có thể layout khác nhau nó vẫn nhận diện được. Tức là một cái ví dụ như là một cái form của mình có 10 trường mình đã xác định được, nhưng mà trước đây nó chỉ hỗ trợ cho 10 trường nó nằm ở chính xác những cái vị trí mà mình chỉ định, và chỉ có một layout đó thôi, mình đưa layout đó vào nó nhận diện được cái đó. Khi mà những cái trường nó nằm xây dịch ở vị trí khác, hoặc là mình sắp xếp trên một cái giao dịch, một cái layout khác, mình scan vô thì nó không nhận. Thì bây giờ đã hỗ trợ lên đến tới 100 layout khác nhau cho cùng lượng dữ liệu, thì nó đã hỗ trợ rất nhiều rồi, mình scan cái gì nó cũng chơi hết rồi. Rồi nó có những cái consumption reporting liên quan đến AI builder. Để nhắc đến AI là nghe là thấy tốn tiền rồi, thì trước giờ không có cái chỗ nào để người dùng người ta tracking cái AI đó đã được sử dụng như thế nào, có hiệu quả hay không, tốn tiền là tại sao tốn tiền. Thì bây giờ mình có những cái reporting để mình xem cái flow đó chạy như thế nào, được sử dụng như thế nào, ai tạo, rồi tạo như thế nào các thứ. Thì mình đã có những cái reporting bên tay phải, mọi người có thể thấy là chúng ta có ba cái report.
report về runs, report về usage, report về created, rồi errors. Ok, cái này là có trước. Bây giờ đang có thêm ba cái mới này là có thể tracking dễ dàng hơn. Rồi một cái nữa là chúng ta có automate app ngay trong team, tức là chúng ta có thể thiết lập những cái flow cho cái team của mình ngay trong Microsoft Team, và rất là dễ dàng, người dùng không phải navigate đi đâu hết, trong team member có thể tạo ra những cái flow để sử dụng trong cái team của mình, phục vụ cho công việc trong cái team của mình rất dễ dàng, bật tắt cái nào rồi share với ai, quản lý dữ liệu như thế nào, nó nằm trong ngay trong Microsoft Team hết. Power App cũng vậy luôn, Power App có thể làm những cái app ngay trong Microsoft Team sử dụng cho team của mình, nội bộ team của mình, rồi rất dễ dàng, rất nhanh chóng, và mình có khả năng là mình share cái team hoặc là share cái app hoặc là cái flow đó ra những cái team khác hoặc là những cái người ra những cái user khác trên trên toàn organization của mình cũng được luôn. Rồi liên quan đến Power BI á, mình có một số cái, mình có rất nhiều cái cập nhật. Nếu mà mình không follow á, mình dễ bị lost lắm, tại vì quá nhiều cập nhật liên tục, đặc biệt là trong Power BI rất nhiều cập nhật luôn, cập nhật về Power BI Desktop, cập nhật về Power BI Embedded, cập nhật về License, cập nhật về Power BI Query, cập nhật về những cái paginated report trên trên Power BI Service, quá nhiều. Thì một số cái điển hình ở đây mọi người có thể follow là những cái Power BI Premium Generation 2 là một cái License Premium mới, có khả năng scale và có những khả năng quản lý performance hiệu quả hơn. Nên em cũng chưa xài cho nên em cũng chưa biết, đọc qua sơ sơ là em cảm giác thấy nó cũng hay, nhưng mà nghe premium là thấy tốn tiền rồi đó. Rồi Power BI Embedded thì chúng ta có những cái cập nhật mới, nó giúp chúng ta tương tác với những cái Power BI report mà embed nhúng vào những cái website khác, nhúng vào một tổ, nhúng vào SharePoint, nhúng vào những chỗ khác ngoài Power BI Service đó. Cái khả năng nhúng bây giờ nó dễ dàng hơn, và nó có những cái khả năng, nó cung cấp những cái API để mình tương tác với những cái trạng, với những cái component trên cái report của mình cụ thể hơn. Ví dụ như mình muốn ẩn hiện những cái filter pane mình muốn ẩn hiện nó, hoặc là mình muốn cái navigation pane nó nằm bên trái, bên phải, tầng trên, tầng dưới sắp xếp như thế nào, mình có thể tương tác được. Mình muốn ẩn hiện những cái chart nào, mình muốn nhúng thêm chart nào vô trong cái dashboard của mình cũng được luôn. Thì nó có những cái API để mình tương tác với những cái component đó. Rồi có những cái API mới để cho những người developer, người ta tạo ra những cái visual ở trên Power BI dễ dàng hơn, hiệu quả hơn. Có những cái API về fetch data, có những cái API về aggregation mới để cho người tạo ra những cái visual, những cái chart á, mọi người sử dụng trong Power BI, mọi người kéo những cái chart, những cái visual á, là do người khác làm. Một số cơ bản là những cái có sẵn là do Microsoft làm, rồi có những cái mà do third party làm. Thì bây giờ những cái API mới nó hỗ trợ cho third party làm những cái visual nó dễ dàng hơn, nó đẹp hơn, nó có nhiều khả năng hơn. Rồi liên quan đến Power Query là mình có những cái Power Query là nãy em có nói là Power Query là để mình dùng để mình query dữ liệu, mình gom dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau vào trong để mình sử dụng trong Power BI. Và mình có những cái data transformation để mình tương tác, mình làm sạch dữ liệu, mình clean dữ liệu trên những nguồn mình gom lại. Nó có những cái enhancement mới liên quan. Rồi cái query editor mới nó có những cái hỗ trợ về cái schema view và cái view hồi nãy là cái có những cái thể hiện những cái view giữa các entity nó có một quan hệ với nhau như thế nào đó. Nó cũng có trong Power BI luôn. Rồi những cái connector mới rồi những cái documentation liên quan đến Power Query và data flow cụ thể ở trên Microsoft Docs. Liên quan tới paginated report là những cái report phân trang mà chạy trên cái report server, thì cái này thường nó tốn tiền nhiều hơn và
và phải có license premium thì mình mới tạo ra được những cái paginated report, những cái khả năng report mạnh mẽ hơn. Một số cái update liên quan tới cái paginated report có nhiều cái sample để mình sử dụng hơn, rồi mình có thể download dữ liệu được, rồi mình có những cái URL parameter mới để mình xem ở trạng thái page view, mình chỉ view thôi, mình không tương tác gì hết. Một cái update nữa là mình có một cái khả năng là anomaly detection, là cái phát hiện bất thường. Thì chúng ta khi mà cái dữ liệu chúng ta đổ về từ nhiều nguồn thì đôi khi là mình nhìn vào cái chart thể hiện lên, mình khó có thể để mình trình bày, để mình hiểu được cái chart nó vẽ lên tại sao nó lại như vậy, thì mình phải mất thời gian, trong khi cái chủ yếu của mình muốn là mình xem những cái bất thường trong cái quá trình của mình, trong cái timeline của mình, ví dụ như trong giao dịch tiền bạc gì đó, hay là những cái IoT device mình muốn track những thông số, thì mình muốn tìm kiếm những cái sự bất thường trong cái timeline, trong một cái timeline dài, và trong một năm, một quý, một tháng hay gì đó, thì mình có thể làm được chuyện đó từ bây giờ rồi, và nó đang review, là mình phát hiện những bất thường. Tự nhiên cái ngày hôm đó nhiệt độ của cái máy đó nó nóng là bất thường, mình nhìn vào cái chart thì mình thấy được cái chỗ đó nó nóng lên, nó chỉ ra cho mình tại sao nó nóng, nó có những cái possible explanation cho mình, là tại sao nó giải thích cho mình tại sao nó lại phát hiện cho đó là bất thường. Rồi có một cái mới nữa là Power BI integration với Dremio. Dremio là nó là một cái service để tương tác với cái ADLS, là cái data lake trên Azure, để giúp cho mình tương tác dữ liệu với data lake mà không kết nối trực tiếp. Cái Dremio cơ bản nó cache dữ liệu từ data lake, rồi nó chia ra những cái VM khác nhau, nó cache, rồi nó orchestrate bên trong nó. Và mình muốn tương tác thì mình chỉ cần tương tác với cái Dremio thôi là mình có dữ liệu về rất nhanh, tương đối là real time. Rồi cái cuối cùng là cái cập nhật mới về cái Virtual Agent, là mình có cái bây giờ cái Power Virtual Agent có khả năng tương tác với Bot Framework ở trên Azure rồi. Là mình làm ra, mình tạo con bot ra trên Azure, Bot Framework ấy. Đây, bây giờ mình xài con bot đó ở trong Virtual Agent được rồi. Cái là một cập nhật mới. Rồi cơ bản là liên quan đến Power Platform là những cái đó thôi. Những cái nổi bật nó nằm trong, những cái nổi bật nó nằm trong cái Power Platform và Power Automate. Trong tháng vừa rồi chúng ta có một số cái hoạt động chỉ cơ bản là liên quan tới Power Wisdom, là mình có những cái tip để giúp mọi người trong group, trong cái cộng đồng của mình học những cái tip mới, những cái best practice mới giúp cho họ, mọi người làm việc dễ dàng hơn, hiệu quả hơn. Thì mỗi tuần chúng ta sẽ có 1 đến 2 tip. Thì hiện tại tụi em đang có chị Thủy với Ái với lại Bạch Trung đang hỗ trợ cái hoạt động này. Vừa rồi thì tháng vừa rồi chúng ta có một số cái tip mới, giống như là sử dụng cái web resource dependency để load web resource lên một cách tự động và không cần phải bỏ vào trong form, không cần khai báo trong form. Rồi chúng ta có những cái chúng ta bật, thứ hai là chúng ta bật cái enable cookie lên để chúng ta tránh bị cái lỗi sai trong Power App. Rồi thứ ba là chúng ta có cái khi mà chúng ta làm việc với giao diện mới trên UCI, chúng ta sẽ thấy được những cái nhiều cái loại data type hơn, nhiều cái loại column trong column data type, chúng ta sẽ thấy được nhiều cái thứ hay hơn so với cái classic UI. Ví dụ như chúng ta có cái auto number column, là trước đây là trong cái classic UI là không có, phải lên UCI mới thấy được cái auto number. Chúng ta chọn cái auto number là khi mà chạy thì auto number nó tự động sinh ra mà mình không phải code luôn, đã có sẵn trong hệ thống rồi. Chúng ta có thể định nghĩa được những cái format cho cái auto number đó một cách đơn giản thôi chứ nó không quá phức tạp. Rồi cuối cùng là chúng ta có cái pattern try catch finally khi mà chúng ta làm việc với Power Automate. Sorry. Khi mà tạo flow thì chúng ta nên làm theo cái pattern này để chúng ta bắt lỗi, khi mà có lỗi xảy ra chúng ta bắt lỗi, chúng ta handle cái lỗi đó
thì người dùng sẽ cảm thấy không có bị stuck khi mà lâu nó bị lỗi, và người dùng biết tại sao nó lỗi. Rồi, đó là những cái cập nhật mới trong Power Platform. Mọi người không biết có câu hỏi gì không? Hỏi mọi người có thể hỏi gì cũng được. Không nhất thiết là phải liên quan đến những cái vừa nói, có thể là những cái khó khăn, những cái thắc mắc cho mọi người khi mọi người làm việc thôi. Chúng ta có thể trao đổi nhanh khoảng 5 phút chút cũng được. Nếu mà mọi người không có câu hỏi gì thì sẽ kết thúc. Bạn Toàn có câu hỏi gì không bạn Toàn? Toàn hay là bạn? Xin chào anh Khoa. Bạn nghe rõ mình không ạ? Nghe rõ. Ok. Cho mình hỏi là về thi thôi, về exam thôi ha, thì cái môn PL 200 á, thì nó là được mình đọc trên cái docs thì nó nói là thay thế bởi tức là thay thế cho MB 200. Thì mình muốn biết là nó thay thế như thế nào ạ, và nó có cái gì overlap hay là nó liên quan như thế nào, hoặc là nó thay mới hoàn toàn. Tại vì cái lúc đầu bạn giới thiệu á là về cái những cái như là nó đổi tên thành cái gì là entity, và ấy nó đổi thành table và column rồi đó. Đó thì mình nghĩ là cũng là một phần thay đổi của nó đúng không? Đó thì mình cũng muốn biết thêm là về cái tổng quan của cái chương trình học á hoặc là thi á, nó có khác gì không? Có thể bạn có kinh nghiệm thì chia sẻ cho mình. Cảm ơn. Những bài thi á, đúng rồi, những bài thi nó sẽ tương ứng, nó thay đổi theo. Ví dụ như nó không gọi là CDS nữa, mà nó gọi là Dataverse, nó gọi là column, chứ nó không gọi là Absolute nữa. Nó sẽ tương ứng vào những bài thi đó. Rồi nhưng mà vừa rồi là mình thi, mà hôm qua mình thi á, là cái bài hôm qua thi á, là nó chưa gọi là Dataverse, nó vẫn gọi là CDS. Tức là nó cần thời gian nó apply vào, nhưng mà bạn có thể xác định được là khi mà nó sẽ từ từ nó sẽ apply vào. Rồi liên quan tới thi MB200 MB200 á, là nó bị thay thế bởi cái thằng PL200. Nó bị thay thế, nó là cái thằng này nè, MB901 nè. PL200 nó là cái này. Tại vì mình lên cái docs của Microsoft á, thì cái vào cái môn PL200 thì nó ghi ở dưới là sẽ được, là môn này là đang beta ha, và đang chuẩn bị thay cho môn MB200. Thì mình không biết là cái kiến thức nền phải chuẩn bị là phải mình có phải học thêm bên MB200 không, hay là mình có thể học mới PL200 hoàn toàn và mình theo cái hướng PL200 hoàn toàn. Không, mình có thể coi gì để mình mở luôn, mình coi luôn ha. Mình mở MB200. Bằng mở PL200. Ok. Mở PL thì nó sẽ nói là nó sẽ thay bằng MB, mà mở PL á, PL200. PL200 đúng không? Rồi. Đúng rồi. Beta nè. Đúng rồi. Mình không thấy nó có nói là thay thế cái MB200. Không, chắc là nó chắc là nó thay đổi cái cách dùng từ của nó rồi, tại hôm trước mình đọc á. Nhưng mà bạn thấy nè, khoan, bạn đi lại một chút là nó sẽ nói là lúc nãy đó mình có thấy nè, cái phần mà đó nó nói đó là cái dòng mà Power Platform Functional Consultant should be familiar with dynamic 365 model driven application. Đó, bạn có thấy không? Okay. Đó đúng rồi đó, cái đoạn mình đó thì mình hỏi là mình có cần phải học qua dynamic 365 trước không ạ? Hay là mình tiếp cận luôn từ đây là được rồi. Tại vì cái mình nói là cái background của mình là mình cũng đi là MCT ha, mình cũng đi dạy về, mình làm về data engineer đó, mà mình đi dạy về Power BI, và mình công ty mình cũng đang làm Power Apps đó. Và mình cũng có cái nhu cầu là đi về cái mảng Power Platform nè đó. Thì ok, thì không biết là nó có phù hợp, mình có phải học ngược lại Dynamics 365 không ạ, hay là không, mình có thể đi từ đây luôn? Theo mình thấy là không cần nha, tại vì nếu mà bạn đi chỉ hướng Power Platform thôi á, thì bạn có thể xem cái tài liệu này nè. Cái này là Microsoft cũng có cái tài liệu này, là nếu mà bạn đi Power Platform không á, là bạn chỉ cần lấy từ đây xuống thôi.
Đó, lấy cái PL900 là Fundamental. Hôm qua mình mới lấy cái này Rồi. đơn giản thôi. Rồi. Sau đó thì bạn có thể đi cái PL200. Nhưng mà cuối cùng á, nếu mà bạn muốn export á, là chắc chắn là bạn phải học lên 365, tức là bạn mới lấy được cái này. Rồi. Đó. Rồi. Còn bạn đi vào platform bình thường không cũng được. Tức là không liên quan mang đại diện 365 thì vẫn được. À, Dạ. hay đi cái này. Đó, lấy cái này, lấy cái 400. Ok. Dạ, cảm ơn Khoa. Ok, cảm ơn Khoa. Dạ, cảm ơn Phước. Ủa, anh Phước phải không? Cảm ơn mọi người đã tham tham dự sự kiện hôm nay nha. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cuối tuần tham dự. Mọi người nhớ cho em cái feedback em có để trong chat đó. Cái link với lại cái QR code mọi người có thể scan nhanh để cho em một cái feedback. Thì tháng sau chúng ta sẽ có một số cái session đi đi sâu hơn vào về kỹ thuật. Thì đặc biệt là kỹ thuật về Power Platform, bạn Toàn nếu mà bạn có hứng thú thì bạn có thể join, tại vì sẽ đi sâu hơn về làm có thể là đi làm những cái component trong Power App, Canvas App, có thể là một số cái Canvas App đơn giản, sẽ có một số session như vậy Rồi. để mình tập trung mình kỹ thuật Rồi, hơn, mình không có nói nhiều quá về cái lý thuyết thì mình sẽ cảm thấy nó sẽ hấp dẫn hơn. ok. À, nếu bạn có cần hỗ trợ gì về về Power BI thì bạn có thể ping mình ha, hoặc là nhóm mình có thể mình cũng muốn đóng góp ha. À, À, về Power BI. À, đó thì mình cái đó thì mình thiên về hơn, còn Power Platform, Power App hoặc là Canvas hoặc là Automate thì mình cũng mới 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 bước vào thôi ha, thì mình còn một bỡ ngỡ. À, hy ok vọng các bạn giúp đỡ mình nhiều. Rồi. ok à, cảm ơn bạn nha. Ok. À, chị Vân hình như là chị Vân nói là tháng sau là sẽ có một số bạn sẽ có những cái session đúng không chị? Hy vọng là đến lúc đó là em sẽ liên hệ chị đó nha. Rồi cái gì chị báo sau. Ok chị. Rồi Rồi cảm ơn mọi cảm người nhé. Dạ. Em thấy anh Trung đang còn nói gì nữa. Rồi em xin phép đóng lại cái recording. Thì cái recording của những cái event em sẽ up lên trong Facebook group của cộng đồng và ở trên cái Asians YouTube channel của cộng đồng Asians, thì em sẽ up lên đó luôn để mọi người tiếp theo dõi. Thì cuối cùng thì em cũng xin cảm ơn anh Chiêu, anh Trung và các bạn trong cộng đồng đã hỗ trợ những cái session ngày hôm nay. Rồi, em đóng lại cái recording nha.